Tần Huyên, cô là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp. Một người đáng yêu nhất trong cái tí hộ sở này. Cô ấy sững sờ đỏ mặt. Hự, ăn nói ba láp ba xàm, nhìn mặt là biết biến thái rồi. Tần trạm trưởng, cô làm gì với tôi thế? Tôi chỉ nhớ uống nước của cô đưa rồi. Không có gì, chỉ là chúng ta luyện tập nặng quá, cậu mệt rồi ngất đi thôi. Tôi đánh cho cậu tỉnh. Ấy, mình lo lắng cái chi chứ, mình sẽ để cậu ta nói thật sau. Tần Huyên vẫn chỉ là một cô gái thôi, Trêu tí đã chịu không nổi cô ấy sẽ không còn nghi ngờ mình nữa với sự bao bọc của cô ấy mọi người sẽ nghĩ mình mạnh là nhờ sự giúp đỡ của cô ấy sau đó mình có thể từ từ nâng cao kỹ năng chiến đấu của mình lên một ngày nào đó trong tương lai mình có thể hoàn toàn xóa bỏ sự hiện diện của kim tệ chuyển cảnh lâm thiếu ra đây là những thứ tôi đã hứa với cậu hai cái tôi đặc biệt chờ đến nay mới đưa cho cậu tôi không muốn gây chú ý đừng nói với ai khác biến dị huyết cứ ngư sâm ca anh thực sự giữ lời nha chính nghĩa nha đương nhiên tôi nói là làm Chẳng phải Lâm Đại thiếu gia đây sao? Sao cậu đi cùng tên ngốc này thế? Thần Thiên tử, trùng hợp đấy, để tôi nói cho anh biết, Sâm Ca là bạn tôi. Có thể có hiểu lầm giữa anh và anh ấy, nể mặt tôi, kết thúc nó đi. Không đời nào, cái tên cùng mông đó. Thiên Dương, đi thôi, không phải lãng phí thời gian ở đây. Trận đấu tiếp theo là với tên kim tệ đó, chuẩn bị cho tốt. Vậy trận đấu thứ hai đối thủ là La Thiên Dương. Cơ hội tốt để trả nợ đây. Ban ngày tại võ đạo tràng. Trận này đáng xem đấy. La Thiên Dương không hề yếu, nhưng mà không ai nói trước được gì khi đối thủ đấu với anh ta là tệ thần. La Thiên Dương với tệ thần, họ đúng là không cùng đẳng cấp. Anh ta là người của thần thiên tử, không để ý tệ thần mạnh cỡ nào thì cũng không dám đối đầu với thần thiên tử có đúng không? Tệ thần chắc chắn thắng, tôi đảm bảo. Đừng có nhìn mặt bắt hình rong, La Thiên Dương có thần thiên tử chống lưng đấy. Tệ thần có thể chống đối lại thần thiên tử sao? Tiểu Kiều phát hiện ra người đàn ông bí ẩn bên cạnh. Người anh em không nóng hay sao, định cosplay ở đây hả à? tệ thần đã đánh cắp sinh vật thần huyết của thần thiên tử đó chẳng ai biết lỡ như thần thiên tử cho la thiên dương mượn thú hồn thì sao dựa cơ hội này trả thù gì chẳng phải là thú hồn của một con tinh tinh thôi sao tệ thần cũng có khá nhiều thú hồn đó la thiên dương chỉ là một người mạnh mẽ mất não mà thôi hắn ta không thể trụ nổi một phút khi đấu với tệ thần được thôi cá cược đi nếu la thiên dương trụ được hơn một phút biến dị huyết đề thú của ngươi ngược lại ngươi mất biến dị dạ lang. hả ờm biến dị dạ lang tôi phiên phúc quá đấy cuộc đấu này không liên quan đến mấy người mà đi đánh cược thú hồn của mấy người kim tệ với la thiên dương trận chiến bắt đầu tệ thần đâu anh ta đâu người đàn ông thần bí liền bỏ lớp hóa trang ra ngoài chính là hàn sâm của chúng ta tệ thần u là trời anh ấy ngồi sau chúng ta mình còn không cảm giác được anh ta một người thích làm những điều kỳ quặc tệ thần anh phải hạ hắn trong vòng một phút cầu xin đấy tô tiểu kiều cậu làm khó tôi quá đấy. Tên chó má tệ thần kia, nhanh đến đây nhận lấy cú đánh của tao. Hàn Sâm, thú hồn hiện có, Hắc Giáp trùng, Tử Vũ Lân Long, Hắc Cá Đối, Hắc Châm Phong, Huyết Tinh Đồ Lục Giả, Tam Nhãn Miêu, Huyết Cư Ngư, Hắc Châm Phong. Tình trạng của mình hiện tại không tệ, ba thú hồn thần huyết, bốn thú hồn biến dị. Mặc dù Tam Nhãn Miêu biến dị kia trả được tích sự gì, Hắc Lân đại xà chỉ có tác dụng dưới nước. Anh ấy liền lên sàn đài. Trận chiến bắt đầu. Tao sẽ bằm mày thành thịt vụn luôn hắn ta liền dùng thú hồn hóa hình, thú hồn tinh tinh siêu cấp liền xuất hiện. Ha ha, La Thiên Dương thật sự lấy thú hồn thần huyết của thần Thiên Tử, tôi thắng chắc luôn. Tệ Thần, anh không thể để hắn kéo dài hơn một phút được, không thì dạ lang biến dị của tôi tiêu tan mất. A, à, làm ơn nó. Một sinh vật thần huyết, hai sinh vật biến dị, loại bỏ Tệ Thần, Thần Thiên Tử thực sự cho hắn rất nhiều. Tệ Thần gặp rắc rối rồi, Tệ Thần không thể một mình hạ gục cậu được. Những thứ mày đã lấy của tao tao sẽ để La Thiên Dương từ từ trả, từng chút, từng chút một. La Thiên Dương, ai đã cho mày cái gan lớn đó để đứng trước mặt tao thế? Hàn Sâm liền bay lại chém vào vai của hắn. Hắn tức giận, đánh bay vũ khí trên tay Hàn Sâm. Đội của hắn liền tuyên dương, hay, chỉ như vậy thôi sao? Thiên Dương mau giết hắn đi. Thú hồn tinh tinh gào thét, gầm gừ. Hắn liền chạy lại tấn công Hàn Sâm. Anh ấy không chịu thua, lúc sơ hở liền cho hắn ăn một đao. A a a, hắn ta học máu. Siêu thú hồn tinh tinh bại trận ngay tức khắc. "Chuyện, chuyện gì đang xảy ra?" "Cái gì? Vừa diễn ra." "Không, không thể nào. Một lần di chuyển, ngay lập tức giết được. Đệ thần, đệ thần đã thắng. Không phút 9 giây. Đệ thần thắng, chưa đến 10 giây. Ha ha, quá đỉnh, không hổ là người nhanh nhất." Thú hồn thần huyết và biến dị của mình, không thể. "La Thiên Dương, phế vật, đứng lên. Đứng lên ngay cho tào Hồn thú liền biến mất khả năng chiến đấu bằng không. Tất cả khán giả trên khán đài liền tung hô hàn sâm. Tệ thần, tệ thần, khổ thân thần thiên tử, mày không phải đối thủ của tao. Khốn nạn, cứ chờ đi, tao thể sẽ cho mày chịu cảm giác còn đau khổ hơn cái chết. Bên ngoài sân tập bắn. He he, nè nè huyết đồ thú của tôi đó, ngầu đúng không? May mắn quá ha, Tiểu Kiều, cuộc đánh cược này xứng đáng. Tôi mà biết trước như thế đã không cá cùng với phó tổ trưởng Lưu, ây. Đừng, hắn ta thù dai lắm, kiểu gì cũng tìm cơ hội trả thù cậu đấy. Mặc dù mình đã hạ La Thiên Dương và chọc tức thần thiên tử, nhưng mà người được lợi nhất là Tô Tiểu Kiều, mình còn không kiếm được thú hồn nào. Sâm ca vừa rồi tổ trưởng Dương kiếm cậu đó, hình như có gì đó quan trọng lắm. Cô ấy có gì ấy, tôi có làm gì sai đâu. Muốn tôi dùng huyết đồ thú đưa cậu tới chỗ đó không, nhanh lắm đó nha. Không cần, cảm ơn. Đừng có tự phụ, tôi cũng kiếm được thú hồn sớm thôi. Tổ trưởng Dương, cô kiếm tôi. Tần trạm trưởng vừa thông báo với tôi, đưa cậu đến huấn luyện đặc biệt. Cậu nên biết tại sao chứ, đúng không? Đúng như mình nghĩ, sau khi Tần Huyên thôi niên, cô ấy đã hết nghi ngờ mình. Sau mình có thể chính thức tham gia vào quân đội, đúng, từ hôm nay trở đi, cậu cần phải dịch chuyển đến sảnh thử nghiệm quân sự của trạm để được đào tạo. Tần trạm trưởng kỳ vọng rất cao vào cậu đấy, đừng để cô ấy thất vọng. Đương nhiên, nếu cậu không thể vượt qua bài kiểm tra hoặc thấy quá khó, cậu có thể rời đi chứng tỏ, chứng tỏ cậu không phải một người mạnh mẽ tại sảnh thử nghiệm quân sự. Tổ trưởng Dương, tôi đã hoàn thành, cô nghĩ gì vậy? Tất cả dữ liệu được thống kê đều không vượt quá 10, khá thất vọng. Cũng chỉ là một bài kiểm tra bình thường mà trông cậu khá mệt sau khi làm. Chậc, thống kê tổng thể của tôi lúc trước đã vượt quá 10. Nếu tôi thể hiện chuẩn sức mạnh, liệu mấy người có tin? Che đậy sức mạnh thực sự mới là đoạn khó nhất trong bài test này. Tôi sẽ chăm chỉ hơn. Đừng để tốn thời gian, theo tôi làm việc tiếp theo. Kiểm tra đội quân sự, cô ấy chuẩn bị vào trong. Nhìn đây này, tôi chỉ làm duy nhất một lần thôi đấy, đừng nói tôi không nhắc trước cậu. Thiết bị này có gì đặc biệt vậy? Cô ấy chỉ đang thể hiện những kỹ năng bình thường, thoạt nhìn có vẻ không khó. Không dễ như cậu nghĩ đâu, đó gọi là trọng lực nghi, cấp tinh tế máy phi hành cùng trên chiến hạm đều phân phối có thể tiêu tiết bên trong chiến hạm trọng lực. Dùng loại này để huấn luyện, nó có một biệt danh ác quỷ. Cậu xem tổ trưởng Dương di chuyển trông nhẹ nhõm như vậy là vì tố chất thân thể cô ấy rất cao. Nếu cậu không có tố chất thân thể ít nhất là 10 thì cậu chỉ đi thôi đã gục. Hàn Sâm, vào trong đi, lặp lại tất cả các động tác của tôi. Báo cáo với tôi khi cậu xong. He he, không có tổ chức thân thể hơn 10, để tôi xem cậu mệt như nào sau khi luyện tập. Trong tương lai, tôi sẽ sai khiến cậu dễ hơn đúng không nè. Này? này, con số mà tổ trưởng Dương đặt, e rằng với kỹ năng của cậu thực sự khó mà qua nổi. Muốn tôi nói cho nghe vài mẹo không, lần sau mang tới rồi cấp toàn bộ tài nguyên cho tôi. Có đáng tin không đấy? Hàn Sâm bắt đầu kiểm tra thực lực cơ thể mình nặng như bò vậy, cái trọng lực nghi này thực sự không hiển thị. Bọn gia súc kia có thể bí mật thay đổi thông số mà không bị phát hiện, rõ là gian lận để qua. Không cần để ý nhiều như thế, mình chỉ cần qua thông số mà Dương Mạn Lệ đã đặt. Hết mức coi coi xem giới hạn của mình đến đâu. Ai biết được, mình có thể tiếp tục tiến bộ, tiếp tục tăng lên. Tiếp tục mạnh hơn, chắc chắn phải mạnh hơn. Chiều tà ở phòng làm việc của tổ trưởng Dương, cô ấy tức giận. Hàn Sâm nói thật đi, cậu gian lận đúng không? Không hề, Tôi chỉ hoàn thành bài kiểm tra dưới sự chỉ đạo của Tổ trưởng Dương mà thôi. Quá trình đã được video và dữ liệu nền giám sát ghi lại, nó có thể chứng minh tôi không hề gian lận. He he, đúng là tôi đã thay đổi thông số, nhưng không có gian lận gì cả, giảm bớt khó khăn. Hai, nếu tôi mà biết, tôi đã làm cho kết quả còn tệ hơn như thế. Máy móc không có vấn đề nhưng tố chất thân thể của cậu thì có đấy. Không lý nào cậu lại hoàn thành nó nhanh đến vậy. Có thể chứ, bởi cái trọng lực ghi này đã đánh thức tiềm năng của tôi. Tổ trưởng Dương tôi cảm ơn ngài đã giúp đỡ hừng cũng miệng lưỡi phết đấy đừng nghĩ tôi cho qua dễ dàng như thế tôi vẫn sẽ tiếp tục tăng độ khó cho cậu tiếp nhận dần giờ có thể đi hay he đúng là ưa rượu nhẹ hơn nặng hiểu rồi ngay tiếp theo nghe thấy gì chưa đối thủ tiếp theo của tệ thần là tần huyên ấy họ đấu nhau để giành vị trí nhất tần huyên là người có kỹ năng chiến đấu bậc nhất ở cương giáp tý hộ sở này tệ thần sẽ ổn chứ nhỉ chậc tôi muốn xem tệ thần đấu với tần huyên hơn đó có thể là một cuộc chiến đổ máu đáng tiếc thần thiên tử thua tần huyên chán này những thứ ngươi cần tôi đã mang đến rồi cảm ơn vì cái trọng lực nghi không có gì he he nguyên chất đấy hàng thật đấy tôi không nghĩ nhanh như thế có vẻ tôi không cần phải lo lắng về việc thổi phồng nó nữa ha 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 để thể hiện sự chân thành tôi sẽ cho cậu xem thứ này hắn liền tấn công nhá đòn ngươi con dao găm biến mất xuất hiện lại rồi lúc nào vậy thế giới trong tay áo thấy thế nào muốn học không sảnh kiểm tra hàn sâm đi vào trong ha ha ha, lại. Mình không nghĩ thế giới trong tay áo của tên kia là một trò trong tay áo đao. Thú vị đấy, nó thực sự được thiết kế theo cơ bắp tay và khớp. Chỉ khi sử dụng khéo léo cơ và khớp thì mới có thể chạm vào những thứ này. Mục đích của bài tập này là tốc độ phản ứng linh hoạt. Nhưng khó quá, tỷ lệ thành công của mình không quá 20%. Hàn Sâm đang luyện tập, thế giới trong tay áo. Chạm, chạm trưởng tần. Cấp độ người mới, thứ này nếu ai không học từ không thì phải mất 7 đến 8 năm để nắm bắt nó cấp độ hiện tại, người mới. Hơn nữa với cấp độ người mới, trò này chia làm 3 cấp độ, người mới, tiến hóa, bán thần. Mỗi cấp độ đều có 10 độ khó, cậu ta học trong cái độ tuổi này cũng quá muộn đi. Mà, thôi đi. Nếu có thể tăng kỹ năng chiến đấu, sẽ dễ dàng biết đến hơn trong quân đội. Võ Đài, Tần Huyên, Tần Huyên. Tệ thần, Tệ thần. Trận đấu cuối cùng, cuộc chiến cho vị trí đầu tiên của cương giáp tí hộ sở. Tần Trạm trưởng thực sự có thể hạ gục Tệ thần ngay lập tức trả thù cho la ca chúng ta kim tệ mày không hợp với tần huyên nếu khôn ra tí thì nên đầu hàng đi sau đó tao sẽ là người chính tay giết mày tần huyên tần huyên tệ thần tệ thần mọi người cảm tạ đã ủng hộ tôi sẽ chiến đấu hết sức mình trời mẹ áp lực quá mình đang đối mặt với nữ hoàng cương giáp tí hộ sở tần huyên ấy mình bận luyện tập thế giới trong tay áo không kịp chuẩn bị gì hết tay mình giờ đang run lẩy bẩy tệ thần chúng ta trao đổi thấy thế nào nếu anh thua gia nhập, cương giáp đoàn, trở thành phó đoàn. Sau khi tôi tiến vào thế giới thứ hai, anh sẽ trở thành đoàn trưởng của cương giáp đoàn. Hàn Sâm sững sờ, gì cơ, lời của Tần Huyên có vẻ, cô ấy đang mời Kim Tệ. Kim Tệ có thể đã mạnh hơn, Tần Huyên cũng vậy, cô ấy đã hạ danh tính mình xuống. đệ thần, nhanh đồng ý đi, nhanh đi. Tần Huyên cương giáp đoàn đại diện cho quân đội và liên bang, cô đang nghiêm túc. Thứ lỗi, tôi rất hân hạnh với đề nghị của cô, nhưng tôi không đồng ý được. Tại sao chứ, chẳng phải điều kiện này ngon quá còn gì. Hai lý do, thứ nhất cô không thể đấu lại tôi. Thứ hai, tôi sẽ tiến vào thế giới thứ hai sớm hơn cô. Anh quá ngạo mạn rồi đó. Đúng rồi, sao mình bốc phét như thế? Mình không nghĩ sẽ đấu lại cô ấy, nhưng không còn lựa chọn nào khác để từ chối tôi chỉ có thể ngạo mạn tí thôi. Người đàn ông này, não cậu ta toàn đạn à, không biết bản thân đang nói bậy gì à. Không hổ là tệ thần, vật chất không thể quyết định ý thức, mạnh mẽ, dứt khoát, ngầu dữ. Tần Huyên Đừng phí lời với tên điên đó, mau tấn công đi. Nhưng tôi vẫn còn một đề nghị nữa, nếu cô thắng, tôi sẽ tiết lộ danh tính của tôi, thật, nếu không, một trưởng thánh đường cấp độ S mua sắm tư cách. Cô ấy liền vào vị trí. Thành giao, tới đi. Thần huyết cấp độc tâm hồ điệp chủy, chỉ cần một nhát thôi, giáp thần huyết của mình cũng có thể phá hủy. Hưng phấn rồi đây, chiến thôi. Tôi sẽ cố hết sức để thắng cô Tần Huyên. Tôi cũng đã quen thuộc với lối di chuyển và kỹ năng sau nhiều lần luyện tập ngoài ý muốn, hiện tại tôi chính là tệ thần với cô tôi chính là người lạ người mà cô không biết gì đó chính là lợi thế lớn nhất đúng vậy cô né rất dễ tốc biến xuất hiện phía sau hàn sâm đau tốt đó nhưng vấn đề chính là tốc độ tấn công quá chậm do quá nặng hàn sâm cười nhếch môi hì không đúng sao anh ta không né hàn sâm liền phản công có sơ hở anh ta muốn sử dụng phòng thủ để tấn công lại mình để xem anh ta đang gặp rắc rối tệ thần Tôi không thể nói rằng anh là người đàn ông tàn nhẫn. Tôi có giáp thần huyết bảo vệ cơ thể, dao găm của cô có đánh tôi cũng không chết được. Thay vào đó, cô có thể chia làm hai bởi thanh đao này. Tần Huyên tránh né chiêu thức dễ dàng. Cũng mạnh đấy, không tệ, để tôi xem. Mình đã sử dụng huyết chiến kim giác tu la, Tần Huyên thành công né được những tấn công đó. Người phụ nữ này mạnh thật sự. Tần Trạm trưởng có vẻ bị sảng hồn bởi tệ thần, cô ấy không có cơ hội bị phản đòn. Ngươi thì biết gì? Tần Huyên chỉ đang duy trì né đòn tấn công của Tệ Thần, cô ấy đã tu luyện nguyên tử liệt biến thuật. Cô ấy chỉ đang kiên nhẫn chờ cho hắn ta hao hụt. Nguyên tử liệt biến thuật gì cơ? Một loại hạch gen thuật cao cấp, cái mà phải sử dụng mọi phần trên cơ thể. Đúng như tên gọi, nó gần như là gốc rễ của mọi loại hạch ghen thuật. Có thể duy trì năng lượng, cải thiện đáng kể vóc dáng, nên vậy Tần Huyên hầu như không mệt. Mục tiêu của Tần Huyên là trở thành top 10 người được chọn, cô ấy sẽ chỉ đạt được tiêu chuẩn nếu lấy được vị trí đầu tiên của cương giáp Tý hộ sở vì vậy cô ấy sẽ hoàn toàn chiến thắng trong trận đấu này. Phải vậy chứ, Tần Huyên, hạ gục hắn đi. Khi hắn đã hao mòn, tặng cho hắn một cú đánh chí mạng nào, không, đệ thần sẽ không thua. Chẳng phải Nguyên Thiếu và Khánh Thiếu ra đây sao? Ô thiên tử ca đấy à? Tình cơ quá nhỉ. Nguyên Thiếu, cậu còn trẻ người non dạ, không biết nhiều về kỹ năng chiến đấu. Đừng đoán tùy tiện như vậy, không cậu lại thấy ngượng dùng bản thân đấy. Kỹ năng chiến đấu, tệ thần hình như anh ta cũng đồ từ tay anh hơi nhiều thì phải, còn không biết tự xem lại mình, cậu, sự cố đó được biết đến như là huyền thoại ở cương giáp tí hộ sở này. Huyền thoại thì sao có thể gục? Điều này đang rất lạ, cơ thể mình đang được tuần hoàn bởi nguyên tử liệt biến thuật. Vì vậy thân thể mình không hề thấy mệt sau cả một trận chiến dài như vậy. Nhưng, sao anh ta cũng không cảm thấy mệt? Tân trạm trưởng, tôi biết cô đang băn khoăn điều gì. Đúng vậy, tôi không thấy mệt. Với một người trở thành số một ở cương giáp tí hộ sở, dấn thân vào top 10 người được chọn. Sao tôi có thể không chuẩn bị gì được? ít nhất tôi không thể gục trước cô băng cơ ngọc cốt thuật làm cho thân nhiệt mình giảm năng lượng tích tụ cũng đồng tăng lên mình đã qua trọng lực nghi tố chất thân thể mình tăng lên không ít trước mình thấy đối mặt với tần huyên rất bất lợi tuy nhiên hiện tại mình làm rất tốt tệ thần có vẻ như tôi phải sử dụng kỹ thuật đặc biệt để đối phó với anh rồi tần huyên liền thi triển dung hợp thú hồn thú hồn thần huyết sư tử vàng xuất hiện hai đó là thần huyết thủy tinh linh và biến dị sư tử vàng đây là lần đầu tiên tôi thấy tần huyên sử dụng cái này Tôi đã nghe nói thần huyết thủy tinh linh này có thể sử dụng dạng nước để bảo vệ khỏi tấn công của tôi thủ. Tệ thần, tiếp theo khó nhằn đây. Sức mạnh cô ấy tăng rồi, không chỉ gấp đôi. Dưới sự bảo vệ của thần huyết tinh thủy linh, mình có tấn công nữa cũng vô dụng. Hàn xâm liền bay lên né tránh chiêu thức trí mạng của thú hồn sư tử vàng. Wow, tệ thần có thể bay kìa, anh ấy đang né những đòn tấn công của tần huyên. Ngầu quá. Tô Tiểu Kiều, cậu về phía ai đấy hả? Tổ trưởng Dương, tôi sai rồi nếu cậu thích tệ thần như vậy, tôi sẵn sàng cho cậu ăn hành ở đây. Rô, có vẻ thú vị rồi đây. Tần Huyên không có cánh, cô ấy sẽ rất khó để thắng. Hàn Sâm liền né tránh hết tất cả những chiêu thức của Tần Huyên. Tên khốn này dám bay bay chọc tức mình mẹ kiếp. Tệ thần anh ta đang đi quá đà, sao anh ta có thể làm vậy? Đúng, Tần Huyên không có cách nào thắng nổi anh ta, anh ta đang bắt nạt cô ấy. Anh ta cướp thú hồn thần tử lần trước, bây giờ còn chơi kham đùa giỡn với nữ thần của tôi, tôi muốn giết anh ta quá. Tôi chả hiểu sao lại có nhiều người thích anh ta đến vậy. Tệ thần, đó là cách anh muốn đấu hả? Nếu anh là đàn ông thì hãy ra dáng chút. Tần Huyên, với tư cách là người của quân đội, cô đã biết chiến thắng mới là vấn đề, đúng không? Nếu cô giành được vị trí đầu tiên và chiến đấu cùng với các tí hộ sở khác, nếu họ cũng có kỹ năng bay, cô cũng yêu cầu đối thủ bỏ kỹ năng này đi à? Xuống dưới rồi để chết dưới tay cô. Cô ấy đứng họng, anh. Hợp lý, không thể áp đặt người khác phải cùng kỹ năng với mình được. Thắng làm vua thua làm giặc cũng đơn giản mà a à khánh đi thôi trận chiến này kết thúc rồi lý do điên rồ anh ta chỉ cảm thấy xấu hổ tên khốn lươn lẹo đúng vậy hiện tại mình thậm chí còn không thể chạm vào anh ta chứ đừng nói là hạ gục khốn nạn mẹ kiếp tệ thần tôi chịu thua không cần đấu tiếp mọi người ủng hộ tần huyên dưỡng sở tần huyên cô ấy chịu thua như vậy ư không thể nào không thế thì thế nào tiếp tục làm trò cười cho tệ thần những thứ tệ thần làm đều ổn sử dụng mọi thứ để thắng. Vị trí đầu tiên đã lộ diện. Chúc mừng Kim Tệ, anh ấy sẽ đại diện Cương Giáp Tý Hộ sở tham gia Thần chiến được tổ chức 10 ngày sau. Oa, đệ thần của tôi đã thắng, quá tuyệt, đệ thần quá mạnh. Nếu cậu muốn Thánh đường cấp S mua sắm tư cách, tới và gặp tôi ở Cương Giáp đoàn. Cuộc võ chiến đã đến hồi kết thúc, top 100 sẽ được ghi danh trên võ đạo bì. Thật vinh dự nếu mình cố gắng, rồi ngày đó sẽ được ghi tên trên nó. Ha ha, gọi anh là tệ thần trở thành thói quen luôn rồi quên luôn tên thật của anh là kim tệ số một kim tệ số hai tần huyên đó không phải tên thật khi thần thiên tử nhận ra danh tính của anh ta chúng ta sẽ biết thực sự là ai nhưng thần thiên tử có thể hạ gục tệ thần anh ta nên quên chuyện đó đi không sớm muộn thì anh ta cũng sẽ mất hết thú hồn cho xem tần huyên đúng là không vui và thất vọng vì không giành được vị trí thứ nhất cương giáp đoàn là lãnh địa của cô ấy nếu mình sử dụng thân phận là tệ thần và tới đó có thể mình sẽ bị rơi vào bẫy mà thôi đi chuẩn bị cho thần chiến trước đã. Nếu mình có cơ hội nhận thêm thú hồn thần huyết ngẫu nhiên, thứ đó còn tốt hơn thánh đường cấp độ S mua sắm tư cách. Sâm ca, kỹ năng thiện xạ của cậu tuyệt thật đấy. Sao cậu nghiêm túc tập luyện như vậy? Không cần phải chăm chỉ vậy đâu, vừa thư giãn vừa làm nhiệm vụ của tổ trưởng Dương cũng được. Sao tôi có thể làm vậy? Đàn ông sẽ không bao giờ hài lòng với những gì mình đang có. Hàn Sâm lại tới trọng lực nghi để luyện tập, cũng quá chăm chỉ đi. Cậu ta có lẽ đã chọc điên tổ trưởng Dương nên mới bị phạt làm những thứ này việc thay đổi thông số hình như không bị phát hiện, cậu ta đã có thể hoàn thành nó dễ dàng. Cậu ta trong đó lâu quá vậy, chả lẽ nghiện rồi. Sau khi tăng thông số, độ khó tăng lên chóng mặt. May mắn thân thể mình vẫn thích ứng được. Những ai tham gia chiến thần đều là nhà vô địch của các tí hộ sở khác nhau, sẽ có rất nhiều người mạnh hơn cả mình. Mình không muốn thua, cũng không được thua. Hai ngày sau, đã được vài ngày kể từ võ chiến đó, tệ thần vẫn không đến tìm mình. He he, thông minh đấy, nếu anh ta thực sự muốn tới cương giáp đoàn, anh ta đừng hòng thoát khỏi đây, ha, ha, đây bên đây. Muộn như vậy, ai vẫn đang luyện tập. Hàn Sâm, cậu ta đang luyện thế giới trong tay áo. Lần trước là cấp độ cho người mới, để coi cậu ta tiến bộ đến đâu. Cấp độ hiện tại, người tiến hóa 3 cấp độ. Không thể nào. Chỉ vài ngày, cậu ta đã từ người mới trở thành người tiến hóa cấp độ 3. Từ một người không biết gì, đó là điều bất khả thi. Thậm chí cả mình trong quá khứ, phải những vài năm mình mới đạt được. Tiềm năng của con người này quá đáng sợ. Khi luyện tập băng cơ ngọc cốt thuật, nó đã tăng cường cơ bắp mình, sự linh hoạt của khớp. Mình nên biết điều này sớm hơn, thông qua, ha ha. Cảm giác được qua thật sảng khoái, tốt lắm, Tần Huyên, cô tới lúc nào thế? Không dám uống của cô, lần cuối tôi uống đã mất luôn cả ý thức. Miếng ăn là miếng tồi tàn, cô ấy chắc chắn đã cho thứ gì vô chồng. Tùy cậu, không uống thì vứt đi. May cho cậu là người của tôi. Với kỹ năng hiện giờ của cậu ta, có thể thích ứng rất xa chỉnh xã kích vũ khí chiến giáp điều khiển. Một người có tiềm năng đỉnh như vậy, cậu ta có thể sẽ phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn. Vài ngày sau, ngày mai là bắt đầu thần chiến, đột nhiên mình cảm thấy lo lắng. Theo như một người từng trải thì hai nỗi sợ lớn nhất chính là: Thần chiến cấp bậc 5, Đường Chân Lưu. Thần chiến cấp bậc 2, Lâm Phong. Đường Chân Lưu là người được ngưỡng mộ cuồng nhiệt. Đối với Lâm Phong, mình không rõ lắm, nhưng tên khá giống với Lâm Bắc Phong, đừng nói họ có quan hệ đấy nhé. Nói một cách khách quan thì hai người này cũng đã đi thứ hai thần chi nơi ẩn núp thế giới sao bọn họ còn ở đây chiếm chỗ kỳ lạ nhưng không nói về kỹ năng chiến đấu chỉ đề cập đến những thú hồn cao cấp của họ thôi đã đủ thấy sợ rồi mình mong không gặp mặt bọn họ sớm nếu không ngay cả khi mình đấu lại anh ta mình cũng sẽ bị tổn thất rất nhiều chả được lợi lộc gì từ trận chiến đó dinh dinh ể cuộc gọi đến số không xác định có thể là ai xin chào xin hỏi ai cậu là hàn sâm tôi phương cảnh kỳ phương cảnh kỳ a à thì ra tên đó tứ ca của tuyết tịch thực ra thì tên kia nói tôi tìm cậu vấn đề này liên quan đến thần chiến ngày mai nếu cậu có thể đến sẽ có quà từ những người bạn của tôi hàn xăm liền đi đến điểm hẹn mấy người gọi tôi đến đây chỉ để xem thứ đó thôi à sao cậu không cảm thấy nó quen thuộc à khá bất ngờ mình không nghĩ người bạn mà phương cảnh kỳ nhắc đến lại là đường chân lưu và trước đây mình vẫn lo lắng sẽ đối đầu với họ ở thần chiến dù sao thì cũng không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này lâm phong đường chân lưu người trong video kia thực sự rất mạnh nhìn khá giống với thế giới trong tay áo nhưng anh ta có vẻ tàn nhẫn quyết đoán hơn mỗi đòn tấn công đều có sự tàn sát trong tâm trí ai đấy y đông mộc bán thần cấp cường giả thượng nghị viện y nghị viên cháu trai cháu trai thượng nghị sĩ họ liên quan gì đến tôi tôi không mong đụng chạm đến những người có dính dáng đến chính trị không phải lo chúng tôi còn không dễ dàng gì tiếp cận hắn ta trong liên minh vô luận hắn ở đâu đều có người theo sát nghiêm ngặt sở dĩ mời cậu đến đây là muốn cậu bắt chước chiến thuật và phong cách của y đông mộc sau luyện tập với chúng tôi như để chuẩn bị cho thần chiến đùa à tên biến thái kia kỹ thuật cận chiến tốt hơn với cả thành thạo hơn tôi nếu muốn luyện tập không phải tìm hắn sẽ tốt hơn à tôi cũng đã tìm hắn nói tiềm năng của cậu không giới hạn cấp độ 3, nó được biết nhiều lắm đấy sâm ca cậu chỉ cần luyện tập với chúng tôi đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của cậu đường chân lưu nổi tiếng vậy mà nhờ mình cậu ta chắc sẽ biết ơn lắm đấy một chương cấp độ S thánh đường, thành giao, xâm ca, đây là một vài video về kỹ năng chiến đấu của hắn ta, xem cẩn thận rồi nghiên cứu chúng. Mai là bắt đầu thần chiến, tối nay chắc có lẽ sẽ thức trắng đêm đấy, đêm khuya, đã qua vài giờ, hàn xâm mất quá nhiều thời gian với nó đúng không? Cảnh kỳ về ngủ luôn rồi. Không phải vội, cậu ta mất nhiều thời gian như vậy chứng tỏ nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Cách thức di chuyển của y đông mộc, tôi đại khái hiểu rồi, bắt đầu thôi. Cậu có vẻ tự tin đấy. Giao gam này chưa được mài à, cũng quá nhạy đi mặc dù tôi không chắc là cậu có thể đấu lại chúng tôi vẫn nên cẩn thận sẽ tốt hơn thân chiến thực sự quan trọng vẫn còn kén cá trọn canh đừng tưởng cậu có thể mạnh hơn y đông mộc anh nên nghiêm túc hơn khi đối mặt với tôi mẹ kiếp còn chưa bắt đầu cậu đánh lén anh nghĩ y đông mộc sẽ đợi đến lúc bắt đầu sao hắn ta ngạc nhiên con dao biến mất hàn xâm liền múa vài đường trên cánh tay đường dao của hàn xâm lúc ẩn lúc hiện khiến hắn bị thương cái gì hắn ta liền tức giận không mài nó là một sự lựa chọn đúng đắn hắn liền tấn công hàn sâm um anh ta mạnh quá tố chất thân thể chắc chắn cao hơn mình rất nhiều he he đừng thiếu tự tin vậy chứ nếu đối đầu trực tiếp bằng sức mạnh chắc chắn mình không có cửa với anh ta nhưng mình có lợi thế trong đánh cận chiến cái gì hàn sâm tấn công bất ngờ nhóc con cậu còn non và xanh lắm đã thực sự nhìn rõ đường đi của tôi chưa hắn tưởng bở mình đã thắng nhưng ngay lúc đó hàn sâm đã bắt lấy tay của hắn anh ấy liền đưa tay của mình lên ít hầu của hắn, trong bàn tay đang kèm con dao. Con dao vừa mới trong tay phải, sao đã tay trái rồi? Không tệ, tim hàn ca quả không sai. So với y đông mộc, cậu ấy đúng là tốt hơn nhiều. Đường lạc ra. Cuối cùng cũng thuộc về mình nỗ lực cả đêm vậy đúng không phí mà. Ha ha. Có thể thắng lại được đường chân lưu đúng là rất vui. Mình có cơ hội đối đầu với anh ta, nếu đây là một trận đấu công bằng, rất khó cho mình để thắng. Với Lâm Phong, mình không biết anh ta mạnh cỡ nào mình luyện thế giới trong tay áo đã trở nên linh hoạt hơn có thể tận dụng được điểm mù của đối thủ so với cách thức di chuyển thất thường của y đông mộc sự linh hoạt đó cũng không tốt hơn hệ quả sau khi mình luyện tập trọng lực nghi có lẽ nên sử dụng thứ này mua một hạch ghen thuật tôi đã đấu với hàn sâm nhiều giờ như vậy nhưng cuối cùng cũng không hớt được tay trên lão lâm cậu nói đúng cậu ta cũng không hề yếu hơn y đông mộc y đông mộc có kỹ thuật cao nhưng nói về cận chiến của hàn sâm đúng là quá linh hoạt nếu cậu ta có thân thế giống y đông mộc, có thể sẽ đáng sợ hơn nhiều. Này, cậu đánh giá quá cao cậu ta rồi đấy. Nếu nó có thật, chẳng phải cậu ta sẽ vượt qua cậu sau ít năm nữa sao? Ở thế giới thứ nhất, tôi bất khả chiến bại. Mẹ, tôi không nên hỏi mới đúng. Ở bên ngoài võ đạo tràng, khán giả tập trung đông đúc. Thần chiến cuối cùng cũng bắt đầu, át chủ bài cương giáp tí hộ sở tệ thần. Chuẩn bị nào? Tệ thần, tệ thần. Tệ thần vạn tuế, vạn tuế, yêu ngài mặc dù không thể trực tiếp cổ vũ nhưng con tim nhỏ bé này luôn hướng về ngài đa tạ đa tạ tệ thần đệ nhất ngầu đen nhiều người đến cổ vũ như vậy hẳn kim tệ đã chiếm được lòng người hâm mộ ha ha một ngày nào đó mọi người sẽ công nhận thân phận thật của mình không ngoài dự đoán tần huyên không đến để tiễn mình hẳn là rất xấu hổ vì sự thất bại đó tần huyên tôi sẽ chứng minh cho cô thấy tôi là người có thể đem lại vinh quang cho tí hộ sở thần chiến thực đúng như tin đồn quá hoành tráng đi có thể tới đây Xem cuộc chiến giữa các tí hộ sở, trong tổng số 10.000 người. Như một trận chiến tranh vậy, chọn một trong hàng ngàn. Danh sách công khai rồi kìa. Biết ngay mà, vòng loại trực tiếp một với một, tôi phải đấu hết khả năng của mình. Có thể biết trước đối thủ, cơ hội thắng sẽ cao hơn, coi coi ai đây, ể e, đây, Y Đông Mộc, đệ thần. Y Đông Mộc sao? Được hay lắm. Theo danh sách này, nếu cả hai không phân thắng bại thì có thể đối đầu với nhau trong vòng 10 trận nữa. Đường chân lưu và Lâm Phong trừ phi mình trong top 10, nếu không sẽ không thể gặp với họ. Như này quá rắc rối, hai người họ sợ y đông mộc nên mới tìm mình để luyện tập. Nhưng, nó cũng giúp mình. Tự nhiên thấy hưng phấn, y đông mộc đừng thua trước khi đối đầu với tôi. Đường chân lưu với thương tống. À, vòng đầu tiên tên đường chân chiếm thế thượng phong. Hệ thống thông báo. Trận đấu kết thúc, đường chân lưu dẫn trước. Đường chân lưu dẫn trước thì không lạ lắm. Phong cách không nương tay, không cho đối thủ cơ hội để thở. Lâm Phong với Trần Nghị. Hệ thống thông báo trận đấu kết thúc Lâm Phong dẫn trước. Có vẻ anh ta quá sức với trận này, cậu ấy là người được chọn thứ hai sau trận thần chiến trước. Tên Trần Nghị này cũng không có gì đặc biệt, kỳ lạ. Lâm Phong làm mình khó đoán, thực sự rất khác so với sức mạnh của đường chân lưu. Lúc này không phải để quan tâm đến người khác, trận đấu của mình chưa bắt đầu, đi xem thử ý đông mộc. Chào, tôi là Lâm Phong, cũng tình cờ đấy. Cậu hẳn là kim tệ từ cương giáp tí hộ sở. Rất vui gặp mặt, tôi cũng là nhân vật nhỏ bé thôi không đáng quan tâm như vậy. Một vài cựu chiến binh nổi tiếng cũng từng là những nhân vật nhỏ thôi. Hẹn gặp tại trận cuối cùng. Cái gì? Người được chọn thứ hai sau trận thuần chiến trước. Lâm Phong hẹn gặp con người này ở trận cuối cùng, có sai không vậy? Kim tệ, đúng không? Trong bình thường, chưa nghe qua bao giờ. Con người này đúng là không thể đoán trước, đe dọa, y đông mộc với thần Long Kiếm Khách. Nghe danh ngươi cao siêu thuật ẩn kiếm, lên đi. Thần Long Kiếm Khách, top 10 thần chiến he he, diễn trò đủ rồi, hôm nay ngươi phải chết. Trong top 10 thần chiến mùa trước, cho đến nay anh ta chưa thua trận nào hết thần long kiếm khách. Trận này khó đoán trước kết quả, sẽ kéo dài đây. Hàn Sâm kinh ngạc, hắn dùng một chiêu hạ gục đối thủ, hự, hệ thống thông báo trận đấu kết thúc y đông mộc dẫn trước. Mẹ nó, vừa xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì? Có chuyện gì vừa xảy ra à? Y đông mộc hạ top 10 ngay lập tức. Nay cũng quá tàn bạo rồi, may mà tôi không gặp hắn ta thực sự chỉ mới một nhát cứa cổ thần long kiếm khách chắc chắn sẽ chết y đông mộc vẫn cố đâm thêm mấy nhát nữa thực sự ưa giết người đúng là tên bệnh hoạn không phải thần long kiếm khách giả đúng không sao có thể bị giết ngay lập tức như thế chứng tỏ chúng ta đã đúng khi lựa chọn luyện tập trước đó sao cậu lại đến đây đọc sách không xem trận đấu mà thôi mấy trận sau cũng không còn thú vị nữa đi uống gì đó đi không vẫn còn một trận nữa mà chúng ta không nên bỏ qua kim tệ đấu với lôi ban nghe bảo đây là trận đầu tiên của người tại thần chiến ngươi sẽ nhận đủ thôi lôi ban ở đây đúng là không ai yếu hai mũi tên thú hồn đó tương tự hắc châm phong cũng có độc trên nó anh ấy phá tan chiêu thức của hắn mũi tên thú hồn thần huyết thú vị đây hắn ra đòn nhanh quá xoẹt mũi tên này tự động theo mục tiêu anh ấy hạ thấp người né tránh những mũi tên tự động của hắn lão lâm đừng nói ý cậu là kim tệ đấy nhá cậu ta có vẻ khá bối rối trước đối thủ tôi đặc biệt điều tra cậu ta được biết đến với cái tên tệ thần được đồn là huyền thoại ở cương giáp tý hộ sở huyền thoại ha ha đùa yếu như vậy may mà thần chiến không phát trực tiếp chứ mọi người ở đó mà xem chắc tức chết anh ấy liền nhanh chóng kết thúc trận đấu bằng một chiều hệ thống thông báo trận đấu kết thúc kim tệ dẫn trước giải quyết bằng một mũi không cần tọa kỵ thú hồn thần huyết đúng không tệ thần sao trông không mạnh lắm sao lâm phòng lại chú ý hắn ta như vậy trạm trung chuyển hai ngày sau tần huyên nhìn này trên mạng đang rầm rộ. Một bản bản thảo về trận tệ thần với lôi ban. Nó giống một bản bản thảo hơn là bản ghi. Bài ca chiến đấu mạnh mẽ huyền thoại tệ thần. Anh ấy là một trong những huyền thoại của cương giáp tí hộ sở. Chiến đấu một mình cùng tu la giác kim. Tệ thần có thể thực sự đứng nhất trong mùa trận chiến này. Tên thần chiến thiên hạ, bản thảo đặc biệt phương minh toàn. Tệ thần chiến đấu trông yếu như thế, bài viết xuyên tạc, có thể là fan của anh ta. Sao có thể viết mấy thứ này đấy? Bằng chứng xác thực đâu? huyền thoại cương giáp tí hộ sở rác rưởi anh ta nên để tần huyên tỷ tỷ thì hơn đấy trận đấu của cô ấy năm ngoái đã mắt nha anh ta may mắn thôi đừng nói thần thánh gì thần may mắn gánh còng lưng ha ha tệ ăn may được đó mấy anh hùng bàn phím này tục tiễu không chỉ lôi ban tệ thần không có chiến thắng nào ngoạn mục cả đối thủ tiếp theo của anh ta là top 10 nhân dân tệ đông mộc cậu nghĩ anh ta có thể kể từ giây phút anh ta cướp vị trí của tôi không cho phép anh ta gục trước bất kỳ ai nếu không À hẳn không phải đàn ông. Còn một video nữa mà mọi người để ý, trên camera ghi lại. Hẹn gặp tại trận cuối, hai người này quen nhau ư? Lâm Phong, sao lại nói như thế? Có chuyện gì? Mọi người đều cười cợt chế giễu hai con người này. Một người thất bại không miếng kỹ năng nào, một kẻ mãi mãi đứng hai, còn nhiều thú vị đây. Thần chiến ngày thứ hai. Y Đông Mộc liền lên sàn đấu. Kim Tệ cũng vừa bước lên chuẩn bị khai chiến. Kim Tệ, tao sẽ giết mày ngay trong trận này. Y Đông Mộc cháu trai thượng nghị viên Y. Kim tệ với Y Đông Mộc, trận chiến cho vị trí top 10. Hàn Sâm liền tấn công trước. Kim tệ có ý định đánh cận chiến với Y Đông Mộc, hắn ta bị điên à. Y Đông Mộc chuyên về đánh gần, nếu có muốn chết cũng đừng tự tử sớm như thế chứ. Tìm đường chết với tốc độ nhanh như vậy, thú vị đó. Tên Y Đông Mộc liền thi triển dung hợp thú hồn. Dung hợp thú hồn của Kim Tệ là thần huyết, sao Y Đông Mộc không sử dụng thú hồn, cùng cấp độ đó để giải quyết hắn ta bởi vì không phù hợp y đông mộc chuyên về cận chiến ám sát anh ta không có thú hồn thần huyết dạng người vì vậy để giải phóng hết lợi thế của mình một cách tối đa anh ta phải sử dụng biến dị ma hầu anh ta nghĩ nhất định sẽ thắng hơn nữa dao găm mà anh ta đang nắm chặt kia đó là thú hồn thần huyết hắn liền bay lên tấn công hàn sâm y đông mộc tôi nắm thóp cậu rồi trong mắt tôi cậu chỉ là con dối thôi hàn sâm bình tĩnh lấy trượng đao xuất chiều he he thủ đoạn tấn công này. Anh ấy liền dùng mánh khóe, đổi đao trong tay áo. Đây là, hắn ta hết hồn con trồn, cái này, thế giới trong tay áo, không tệ, đúng là không làm tôi thất vọng, chiến thắng đã định. Chiêu thức của hàn sâm quá sắt bén khiến hắn không kịp trở tay, trúng ngay mục tiêu. Hàn sâm liền đá bay hắn ra xa. Thú hồn của hắn liền tan biến, không thể nào. Nhanh, nhanh vậy sao? Nhân vật huyền thoại cương giáp tí hộ sở, đây là minh chứng cho sức mạnh của cậu ta. Hự, khốn, khốn nạn hắn hấp hối bại trận y đông mộc không thể đứng lên anh ấy bị hạ gục bởi kim tệ chỉ với một nhát hình như đó là lý do mà lâm phong nói mấy từ đó thực sự xảy ra sao tôi vừa xem kịch thôi đúng không nội tạng ngươi đã bị phá hủy tố chất thân thể của ngươi cũng không thể khiến ngươi duy trì nổi 5 phút muốn sống thì ngay lập tức đi điều trị chờ đó lần lần tới tao sẽ giết mày hệ thống thông báo trận c 6058 kết thúc kim tệ dẫn trước mọi người liền tung hô hàn sâm kim tệ kim tệ tệ thần tệ thần huyền thoại cương giáp chuyển cảnh bài ca chiến đấu mạnh mẽ huyền thoại tệ thần bản thảo người đọc phải hơn triệu phương minh toàn cũng đã nổi tiếng qua một đêm y đông mộc cũng không phải nhân vật nhỏ kim tệ thực sự không làm tí hộ sở mình thất vọng kim tệ tệ thần thực sự rất tò mò về thân thế thực sự của hắn ta nhà hàn sâm tại cương giáp tí hộ sở di chuyển dịch chuyển nếu mình nâng cao khả năng dịch chuyển có thể đã hạ y đông mộc thậm chí còn nhanh hơn thế Thánh đường S có quá nhiều thứ hay ho, khó chọn quá. Phương Cảnh Kỳ gọi tới. Lại hắn, đừng nói gọi để tìm người bạn chiến nữa nhá. Chào, có chuyện gì? Hàn Sâm, Lão Đường và Lão Lâm rất hài lòng với biểu hiện của cậu đó. Vậy tôi giới thiệu cho cậu việc này ngon này. Ừ, tôi được lợi gì nếu nhận. Đến rồi biết, ể, dạng dịch chuyển, siêu lạp tử lưu gia tốc. Bên ngoài tí hộ sở. Cậu là người mà đại ca đề cập đến à? Chẳng phải tên cùng mông đây sao? Tên đó yếu lắm đấy sẽ thành gánh nặng đó nhóm quyền ca tự làm một mình mọi người không muốn chia lợi nhuận cho thần thiên tử và tần huyên đúng không mày nên biết rằng tụi tao không đến đây để chơi cuộc đi săn lần này liên quan tới việc các anh em có nhận được ghen thần thánh hay không đi tới thế giới thứ hai thôi thôi cậu ta không đáng tin đâu chúng ta đi thôi không cần đại ca nói hắn có quen biết với lâm phong và đường chân lưu chúng ta cho hắn một cơ hội cứ theo kế hoạch chúng tôi sẽ bảo vệ sự an toàn cho cậu sau khi chuyến đi này kết thúc tôi sẽ cho cậu một lượng biến dị coi như phần thưởng. Này cuồng mông, hay nhờ lúc này, cậu chứng minh cho chúng tôi xem cậu không phải là trò đùa của tạo hóa đi, được thôi, cả đội cùng nhau lên đường. Nơi này cách tí hộ sở xa, đi phải mất 3 ngày. Con tọa kỵ này cũng được đó chứ, khá tiện lợi. Đến nơi rồi, từ bây giờ phải cảnh giác cao độ. Rõ, đừng lo. Đây là vết máu sót lại của chiến đi trước. Đúng, sinh vật thần huyết ở đây rất mạnh, cũng nhanh nữa, chúng tôi bị tổn thất rất lớn nó đang ở phía bên kia bờ sau khi chúng tôi dụ nó tận dụng thời cơ đó lặn xuống nước rồi chờ khi nó mất cảnh giác nhanh chóng tấn công bụng nó chính là điểm yếu cậu phải nhắm vào chỗ đó được hắc lân nó đến rồi hang động này thông nhau cứ theo kế hoạch mà làm hồi phục sức mạnh và phòng thủ của thứ này đều thuộc top quyền ca kế hoạch này rủi ro quá cao nếu con hắc lân đó không phản ứng theo những gì chúng ta nghĩ nhờ tôi không được may mắn nên đưa tôi tọa kỵ cậu đòi thương lượng trong tình cảnh này sao cậu nghĩ như thế là đúng à? Tôi nói mà, hắn ta trả được lợi ích gì? Quyền ca, ta không thể đưa hắn, nhỡ hắn chuồn trước thì sao? Được thôi, nếu cậu ta có ý định đó, tên của hắn chắc chắn sẽ được tạc vào tâm trí mọi người, nhận lấy. Chia thành ba nơi, ngón trỏ, ngón giữa, ngón nhẫn, mọi người chú ý vào hành động của quái thú. Hàn xâm và cậu ở lại điểm xuất phát, lặn xuống dưới. Tôi với cậu tiến về trước tấn công, lừa nó vào bẫy, bắt đầu, mọi người liền lấy đá trọi vào cơ thể của Hắc Lân đúng như dự đoán đã không hề hấn gì với cái vẩy của nó thậm chí không một vết xước nó liền tức giận gào thét tấn công nhanh hắc lân đã được dụ hành động thôi hàn xong liền lặn xuống sông theo như kế hoạch ở phía trên hắc lân đang tàn sát những người khác chạy nhanh đi nơi này sắp bị sập rồi đến lúc rồi dụ nó ra đây mẹ kiếp nó đang lăn qua đây chạy đi a à, chạy nhanh cũng khá lâu rồi đấy chắc hẳn họ đã thành công đến lượt mình bên này đó là vùng mềm duy nhất của cơ thể nó hàn Sâm liền biến ra mũi tên thần huyết chọc thẳng vào điểm yếu của hắc lân nó gào thét vì đau đớn liền lấy đuôi trả đũa hàn xâm anh ấy liền trúng đòn tấn công của nó vì đã bị thương nó liền cuộn tròn tháo chạy nó chạy rồi mau đuổi theo bắt nó mọi người theo tôi hàn Sâm ngoi lên khỏi mặt nước anh đã bị thương mẹ không đáng mà thứ đó vẫn có thể chạy nhanh như vậy sau khi bị đánh thương sao tên đó không nhắm vào điểm yếu của nó à Chắc thế, nó lăn như cái bánh xe như chưa có chuyện gì xảy vậy. Không thể nào, mũi tên chắc chắn đã trúng nó, ngoại trừ việc nó miễn nhiễm, không thì cũng tê liệt hoặc chết. Đuổi theo đi, nếu các người muốn, đừng tốn thời gian ở đây. Nơi đây như cái địa ngục, nối đuôi nhau, đừng tách đoàn. Đột nhiên hệ thống có thông báo. Săn giết thành công. Săn giết Hắc Lân nhận được thú hồn thần huyết ăn thịt thú hồn giúp nhận không đến 10 điểm thần ghen. Anh ấy bàn hoàng, chuyện gì, Hắc Lân chết rồi ở phía trên có một âm thanh quái dị phát ra âm thanh gì vậy a à, thứ đó lớn quá có chuyện gì hàn Sâm và đội trưởng liền chạy lên xem xét tình hình anh ấy liền sững sờ sinh vật thần huyết ư một con huyết ưng khổng lồ đã giết chết hác lân nó liền phẫn nộ khi thấy cả đội xâm phạm lãnh thổ của nó chia nhau ra chạy đi chúng ta xui rồi sao lại đụng mặt với con quái vật này chứ mẹ nó a à, cứu nhanh chạy đi nó tấn công theo bản tính bảo vệ lãnh địa của mình Quái vật đó chắc chắn là thú hồn thần huyết, đây chắc chắn là lãnh thổ của nó. Quyền ca và mọi người chắc chắn không thoát được, mình phải ra tay thôi. Thứ quái quỷ kia, xem đây, Hàn Sâm liền ra cùng. Mũi tên đi lệch, khiến nó tức giận tấn công ác liệt. Nó liền quay lại đuổi theo Hàn Sâm, hự, anh ấy tiếp tục chạy, thú hồn truy sát ngay phía sau. Tên kia đang dụ nó ra chỗ khác, cậu ta, không sợ chết à? Cậu ta gan thật đấy. Cuồng Mông, tôi nợ cậu một ân huệ thừa nhận cậu không phải trò đùa. Con chim điên này dai như đỉa, đuổi theo mình mãi. Mẹ nó, đừng nghĩ bắt được tao. Khi đã khuất được tầm ngắm của mọi người anh ấy dùng thú hồn hóa hình chạy trốn. Có một con sông ngầm, con chim đó không thể lội qua, mình được cứu rồi. Nhảy xuống ngay lập tức, chủ. Thú hồn thần huyết vẫn không buông tha tấn công ngay tức khắc, tự, ừ, mẹ kiếp. Thứ này vẫn có thể mổ mình sau khi đã lặn xuống nước, móng con này cũng quá sắc rồi. Thậm chí có thể sẽ rách giáp rác của Hắc Lân với cái mỏ đó, nếu mình không có thứ đó. Mẹ, quá đáng sợ, lưng bị thương nặng quá. Anh ấy liền dùng biến dị hắc cá đối thú hồn. Không ngờ được, dưới nước, chỉ có thú hồn của con này dùng được. Tính mạng tao trong tay mày, chạy càng xa càng tốt. Chuyển cảnh, tại nhà đường chân lưu và lâm phong, he he, hửm, lão lâm, cười gì thế? Trông ngốc nghếch thế. Có một vài thứ tôi đang mong chờ, đang rất hớn. Mong chờ sao? Có phải trận đấu giữa cậu với Kim Tệ? Thần chiến là một hệ thống thang điểm, tôi không biết mình có thể ở hạng nào phân tích chi tiết những trận chiến kinh điển của thần chiến nhưng năm sau tại quyển sách này sẽ đầy dẫy những màn thể hiện đặc sắc của cậu ta chuyển cảnh hàn sâm được ai đó cứu này dậy đi có nghe thấy gì không anh ấy liền tỉnh dậy may quá cậu đã tỉnh ơn trời thảo dược của tôi hữu dụng lý tiểu cô cho hỏi đây là đâu khu rừng gần vinh quang nơi ẩn nấp cậu nằm trên bờ suýt chết chúng tôi đã cứu từ hướng tiền còn 7 đến 8 dặm nữa là đến Quang Vinh nơi ẩn nấp rồi. Hàn Sâm, tiền chữa trị với phí hộ tống tất cả 10 vạn. Từ ca, tôi rất biết ơn hai người đã cứu tôi, nhưng hiện tại tôi không có tiền. Không sao, sau khi cậu quay lại chuyển cho chúng tôi là được. Từ ca, huynh có cần phải vậy không? Giúp một mạng người hơn xây 7 tòa tháp đó. Tiểu cô, chúng ta tới đây đi săn từ hôm qua rồi, cũng chỉ săn được duy nhất một con sinh vật cấp nguyên thủy. Điểm ghen nguyên thủy chúng ta tăng quá chậm, đây có thể là cơ hội kiếm tiền sao không tận dụng đi. Trang bị của hai người họ quá thô sơ, họ vẫn đang săn giết thú cấp nguyên thủy. Cũng không phải dạng ngậm thìa vàng, mạng minh lớn lắm mới gặp được họ. Nhìn kìa, có thứ gì đó ở dưới kia. Một đàn hắc vĩ độc hầu, trong đó ít nhất phải có một con biến dị. Nhanh chạy đi, mong vuốt nó có độc, nó cũng đang đi cả một đàn đấy. Đáng sợ lắm. Nếu tôi kiếm được cho hai người điểm biến dị ghen, thì đó coi như 10 vạn được không? Hả? Tên này bị ngốc sao? sinh vật ở vinh quang cảm giác như đang ở tí hộ sở vậy mũi tên thú hồn liền được bắn ra đó là mũi tên thú hồn biến dị quá đỉnh hen một tên nữa nào hắc vĩ độc hầu tức giận gào thét da của hắc vĩ độc hầu cứng lắm đừng tỏ vẻ anh hùng như vậy không phải lo một mũi là quá đủ rồi mũi tên liền được chuyển hướng ghim thẳng vào đầu của nó chết ngay tức khắc đã xong anh ấy thu hồi mũi tên mạnh quá cậu cậu là ai hàn ca ngầu quá Chúng tôi đã cứu một cung thủ xuất sắc. Vinh quang nơi ẩn núp. Lần đầu tiên tôi đến nơi này, nhộn nhịp đông vui. Nói mới nhớ, Lâm Bắc Phong và Tuyết Long Nhạn đều đến từ đây. Hàn Sâm, cậu không cần phải chuyển tiền cho tôi nữa, chúng ta coi như hết nợ. Được thôi, với số hắc vĩ độc hầu đó, có cả biến dị. Thì điểm ghen biến dị và nguyên thủy của các người tăng lên không ít. Nó còn đáng giá hơn của 10 vạn ấy chứ, Hàn Ca, Đa Tạ. Cũng không có gì lớn lao đâu. Về sau, tôi sẽ mạnh hơn cậu. Đây là trạm trung chuyển, cậu có thể trở về từ đây, nhưng để xuất nhập cảnh thì phức tạp. Cậu rời Quang Vinh, khi cậu đến vẫn sẽ là đây. Có nghĩa là tôi muốn trở về cương giáp tí hộ sở thì bắt buộc phải qua Quang Vinh nơi ẩn núp, đúng vậy, rắc rối rồi đây, có thể mình không kịp trận thần chiến diễn ra. Nếu không tham gia, mình vẫn sẽ mãi top 10, không thể nhận được thần huyết thú hồn. Thôi tôi đến giờ phải đi rồi, đa tạ mọi người nhiều, tạm biệt. Hàn ca, chúng tôi nên cảm ơn anh mới đúng, cẩn thận, hẹn ngày tái ngộ hệ thống thông báo thần chiến số một được chọn lâm phong chúc mừng anh ấy khán giả trên khán đài hô hào lâm phong lâm phong tôi nghe nói kim tệ không tham gia trận này không phải lâm phong thách thức anh ta một trận sao chắc hẳn là sợ rồi chậc đối đầu với đối thủ như vậy ai cũng phải rén thôi lâm phong anh có nghĩ kim tệ không tham gia vì sợ anh không cũng như tôi không sợ bất cứ đối thủ nào cậu ta cũng vậy thôi lâm phong cho hỏi anh có tự tin vào mình sẽ thắng được hắn ta không? Phóng viên Minh Toàn. Kim Tệ phải tham gia trước khi câu hỏi này có đáp án. Hứ, tôi cũng thứ hai mà, không thể nào qua đây phỏng vấn tí à? Kim Tệ, tôi không biết lý do cậu không tham gia là gì, nhưng hiện tại tôi đang rất hưng phấn và dự đoán kết quả giữa cậu và tôi. Dẫn Lạc Gia Tinh. Mạng của cậu lớn thật đấy, may mà không bị thịt bởi con chim đó. Phương Cảnh Kỳ, giúp tôi nói lại với quyền ca, tôi sẽ đưa thú hồn vào lần gặp tới. Không cần mặc dù hắc lân bị con chim đó giết nhưng anh ấy đã ăn số vụn thịt giờ điểm biến dị ghen cũng đạt tuyệt đối rồi chuẩn bị bước vào cửa thứ hai thần chi tí hộ sở rồi anh ấy nhờ tôi nói hộ cảm ơn cậu vì đã giúp anh ấy rất biết ơn um cũng không có gì đâu chuyện nhỏ thôi nếu tôi có cũng tiễn thú hồn thì đã tiễn con chim kia đi cùng luôn rồi tự tin quá ha quyền ca cũng có cung tiễn thần huyết thú hồn nhưng cũng không dám dùng tới chuẩn bị bán nó rồi thật ư thực sự sẽ bán nó sao Hàn Sâm dù sao tôi cũng giúp cậu hai lần, cậu cho tôi một bảo đảm. Cậu có bắt được vảy ngược của thú hồn cừu không? Đúng là có được rồi, là một cái khiên cứng rắn, mặt trên còn có rất nhiều gai nhọn. Được đấy, có thể anh ấy sẽ cần thứ đó. Bảo quản thật tốt, tôi sẽ sắp xếp rồi quay lại sau. Được thôi, tôi chờ tin mới từ anh, Phương Cảnh Kỳ, sao anh như Marco vậy nhỉ? Đi cùng đám đường chân lưu, chắc cũng có hoa hồng đúng không? Im đi, không phải chuyện của cậu, Hàn Sâm, chết mẹ sao tần huyên lại ở đây mình mới trở lại thôi mà nay cũng quá xui xẻo rồi mấy ngày rồi hả rốt cuộc cậu đã đi đâu có biết hắc ưng chiêu sinh chỉ ba ngày thôi không à tôi vừa đến trường nhận lấy cái vé này đến tinh tế phi thuyền ba ngày sau nó sẽ trực tiếp đưa cậu đến hắc ưng cậu dám chạy như kim tệ trận vừa rồi xem tôi sẽ cho cậu biết một khi tôi điên lên sẽ như thế nào cô ấy giận dữ chỉ vì vậy thôi à ây tôi cũng muốn đến lắm chứ ai mà biết được gặp mấy chuyện xui rủi kia nhà hàn sâm tiểu sâm con quyết định vậy à vâng trạm trưởng tần đặt kỳ vọng rất cao ở con con muốn gia nhập hắc ưng ở đó rèn luyện tốt hơn đây thực là một cơ hội hiếm có sau khi con trở thành thành viên của quân đội mẹ và em sẽ được an toàn dưới sự bảo vệ của quân đội có phải sau khi anh rời đi sẽ rất lâu mới trở lại không quân đội rất nghiêm ngặt sau khi chiêu sinh chính thức thì chỉ được về lúc ngày lễ Nghiên nghiên em phải học tập tốt nhớ là phải luyện thánh thiên sứ thường xuyên tiểu sâm con lớn thật rồi Mẹ vẫn luôn ủng hộ con. Bố ở bên kia chắc chắn biết con đang làm rất tốt, ông ấy sẽ rất tự hào về con lắm. Con sẽ không làm ông ấy thất vọng đâu. Lạc ra tinh tinh tế phi thuyền. Nhận diện thành công, chào mừng quý khách đến bay, chúc quý khách có một chuyến bay an toàn. Lần đầu đến đây, nơi này lớn thật ấy. Đây là mơ ước của mấy đứa như mình. Hàn Sâm đang đi tìm chỗ ở của mình. Ồ, đây rồi. Ha ha, bên cạnh cửa sổ, không tệ. Cô gái này, mặc đồng phục Hắc Ưng hình như đang chơi thế giới trong tay áo chế độ PVP bản mới, tay còn lại là do người khác điều khiển. Mình đã luyện chế độ solo, chưa thử qua PVP bao giờ. Thắng rồi, chuỗi win 10 game là dễ, đối thủ đều yếu hết. Hàn song nhìn chằm chằm cô ấy. Này, nhìn chằm chằm người khác như vậy rất bất lịch sự đấy. a à, xin lỗi, tôi nhìn cái game. Chế độ PVP này phổ biến muộn, cô chơi không tệ đâu. Rõ cậu ta nhìn chằm chằm mình, lại lấy game ra như một cái cớ, mình ghét nhất mấy cái loại đàn ông này vị tiểu thư này cô là sinh viên trường hắc ưng tôi đến tuyển sinh không nghĩ được gặp sinh viên trường đó ở đây hả vậy cậu là tân sinh viên đúng nếu qua bài kiểm tra kiểm tra tuyển sinh tôi cũng đã tìm hiểu qua thấy cũng dễ chàng trai trẻ cậu cũng quá tự tin đi muốn chị đây làm rõ cho cậu không hả gì cơ sao mình thấy cô ấy có vẻ đang tức giận vậy thế giới trong tay áo chế độ pvp nếu cậu thắng tôi tôi sẽ làm bạn gái của cậu. Học tỷ, chị có biết mình đang nói gì không đấy? Nếu tôi thắng, chị thực sự trở thành bạn gái tôi. Đương nhiên rồi, tôi kỳ yên nhiên luôn giữ lời. Tôi chỉ chơi solo trước đó, chưa thử qua bản PVP bao giờ. Tôi sẽ luyện cùng cậu 5 trận, người của Hắc ưng được chọn lựa rất kỹ. Ngay cả khi đó là một khẩu súng hay áo giáp lạ, sau khi thử 3 lần, cậu phải thành thạo, không đề cập đến trò chơi nhá. Cô ấy tham vọng chiến thắng ghê thật đấy, kiểu như muốn dạy mình bài học vậy, mình có khiêu khích gì cô ấy à kỳ yên nhiên thú vị đấy quên chuyện luyện tập đi tôi biết nên chơi như nào rồi với tư cách thành viên của hắc ưng trong tương lai tôi không thể yếu như vậy được đợi tôi làm quen với chức năng máy tính bảng đã một phút thôi cậu chắc chứ đừng nói cậu nương tay với tôi vì tôi là con gái đấy nhé sẽ không điểm chính của cái game này là kiểm tra tốc độ người khác không quan trọng tôi đăng ký xong rồi bắt đầu thôi cậu sử dụng cái tên này không có mục đích gì đúng không không, không phải cô nói sẽ trở thành bạn gái tôi sao? Cậu nghĩ có thể thắng lại tôi? Tôi chủ nhiệm câu lạc bộ thượng đế chi thủ đấy nhá. Coi tôi như một người bạn, sử dụng tôi để mở phòng, chế độ khó đấy. Coi tôi dạy dỗ cậu thế nào? Lần đầu chơi PVP, hưng phấn phết đấy. Trận đấu bắt đầu, thắng và có bạn gái cộng 3. Cậu ấy liền tập trung cao độ vào trò chơi, hả, thắng và có bạn gái cộng 2. Chắc chắn là may mắn, nút đó gần tay cậu ta. Thắng và có bạn gái cộng 4. Hàn Sâm tiếp tục thắng trận. Không thể nào, sao có thể chứ? Thắng và có bạn gái cộng 4. Có những 4 điểm gần mình, cơ hội. Thắng và có bạn gái cộng 4. Tại sao cậu ta lại lấy những thứ đó từ chỗ mình, trong khi có hẳn 3 nút gần nó? Cậu định trêu tôi đấy à? Học tỷ, tập trung đi. Thắng và có bạn gái cộng 6. Ngay cả thành viên ưu tú nhất câu lạc bộ thượng đế chi thủ. Ít ai có thể chạm vào của mình ở chế độ này. Đê tiện, hẳn là đã gian lận, quỷ quyệt mà. Thắng và có bạn gái cộng 2. Lại thế nữa rồi. Nhanh quá mình không bắt kịp. Thắng và có bạn gái cộng 3. Thắng và nhận bạn gái. Thắng. Điểm 100 trên 0. Kết thúc rồi hả? Kiểu như ai nhận được 100 điểm đều thắng ấy. Nói tóm lại là vẫn dễ hơn chế độ solo nhiều. Cô ấy tức giận đứng dậy. Tên điên, đồ đê tiện. À, học tỷ sao lại? Cậu gian lận. Đúng gian lận rồi. Mau thành thật đi. Không hề nha, tôi mới chơi lần đầu hôm nay đấy sao biết cách gian lận chứ? Kết quả đó không thể nào xảy ra với tôi, cậu gian lận. Tôi nói cho cô biết này, nếu mà nói dối, điểm ghen biến dị của tôi tụt xuống không? Nếu cậu cứ tỏ ra vô tội như vậy thì được thôi, sử dụng thiết bị chuyên nghiệp ở Hắc ưng rồi đấu lại. Không thành vấn đề, khi tôi chính thức bước chân vào Hắc ưng, bất cứ lúc nào cô muốn. Hừ, đợi đến lúc cậu đậu đã rồi tính, Hắc ưng sẽ không nhận mấy người nói dối đâu. Mình qua hiếu chiến rồi, đáng lẽ phải để cô ấy ít điểm. Có vẻ mình nghiện mất tiêu, mình nên nhẹ nhàng mới phải chuyển cảnh trường quân đội hắc ưng ừ. đây là trung tâm tuyển sinh nhiều người quá cậu là người mà tần trạm trưởng đã đề xuất đúng vậy là tôi tôi là hàn sâm có tần huyên bảo hộ chúng tôi sẽ không làm khó cậu một bài thi viết là đủ rồi như một khóa học tuyển dụng chuyên gia cung tiễn cậu phải qua tôi nhận bài kiểm tra bất cứ lúc nào cũng được có người nâng đỡ đúng là tốt thật bài kiểm tra cung tiễn chắc chỉ dùng đến tay thôi ha trường quân đội thật sự rất nghiêm khắc bầu không khí nghiêm trang mình cũng có chút lo lắng phòng đặc biệt kiểm tra cung tiễn đến lượt mình rồi nên bước chân trái hay phải đây oa wow, không gian bắn cung ba chiều ngầu vãi đạn những thứ như này mình chưa sử dụng trước đó bao giờ thú vị thật đấy kiểm tra bắt đầu xin bạn hãy chuẩn bị mục tiêu không cố định để mình thử cái này xem sao được rồi mình sẽ bắn hết mọi thứ cuối cùng cũng xong thoải mái hơn hẳn chỉ huy nói tuyển sinh chính thức trong 3 tháng mình còn rất nhiều thời gian trước đó mình có vài vấn đề cần phải quay lại tí hộ sở. Chờ tớ, đừng có chạy nhanh như thế. Lẹ lên, chúng ta sắp trễ rồi. Ôi môi trường học đường mình mơ ước là như này sao? Kết quả này, không thể nào, nay quá khủng khiếp rồi. Tên Hàn Sâm, thời gian, 6 phút 30 giây giây, tốt. Ngắm bắn thẳng 99, bắn di chuyển 99, bắn nổi 99, bắn liên tục 99, bắn hỗn loạn 99, bắn di chuyển liên tục 99. Trạm trung chuyển chỉ huy đã đích thân gọi điện đến cảm ơn tôi không thể tin được đúng như kỳ vọng đưa hàn sâm tới hắc ưng là một quyết định đúng đắn nếu đúng như vậy tôi nên giúp gia đình cậu ta đăng ký như gia đình quân đội đúng hãy nhanh nhất có thể à có phải là cậu ta đủ tiêu chuẩn để gia nhập một đội nhỏ đúng không đúng vậy chờ thời tới tôi sẽ đưa cậu ấy nhiệm vụ đặc biệt vài ngày sau bên ngoài vinh quang tý hộ sở sau khi thủ tục xong vinh quang tý hộ sở cũng hiểu được chút chút chính là lúc này quay lại cương giáp tí hộ sở thôi. Để trở về nhanh nhất chỉ có cách đi qua đầm lầy hắc ám, nơi mà mình quá quen thuộc. Với tọa kỵ mà quyền ca đưa cho mình thì sẽ nhanh hơn so với việc đi căng hải nhiều. Vài ngày sau, cương giáp tí hộ sở, nhà hàn sâm. ủng um, ủng um, cậu ấy đang ngủ say. Ôn quá, thứ âm thanh quái quỷ gì vậy? ủng 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 Đừng nói là. Động đất nhá. Hàn sâm liền chạy ra khỏi phòng ngủ. Đây là, anh ấy bất ngờ khi thấy thứ gì đó thông tin thú lợn thú thần huyết sinh vật thần huyết mô tả không rõ Lợn thú nó đã trở thành sinh vật thần huyết rồi mới có mấy ngày không ngủ nhiều lắm hôm qua khi mình trở về ngủ quên mất hên nó không phá cái lồng nếu không chắc thăng trong lúc ngủ quá đói quá bữa ăn đầu tiên ngày trở về ăn thôi săn giết thành công đã giết lợn thú thần huyết không nhận được thú hồn hấp thụ thịt lợn thú nhận được không đến 10 điểm thần ghen. Hệ thống thông báo, đã hấp thụ, nhận được một điểm thần ghen. Phù, nó no quá. Nửa tháng rồi, điểm thần gen đã đạt 34, 1/3 của 100. Lần trước, sau khi ăn hắc vĩ độc hầu, điểm biến dị gen cũng đã 52. Hàn Sâm, chiều cao 175 cm, cân nặng 65 kg. Cấp bậc 0, tuổi 18, tuổi thọ 200. Điểm gen chung 100 trên 100. Điểm gen nguyên thủy 100 trên 100. Điểm gen biến dị 52 trên 100. Điểm thần gen 34 trên 100. Cứ như này mình sẽ mạnh lên mà không ai biết sau đó mọi người sẽ có một cú sốc đầu đời lần này nên đến lượt sinh vật nào đây nếu may mắn có thể nhận được thú hồn thì tốt nó đáng giá hơn nhiều thú hồn thần huyết chết mẹ mình chưa nhận được phần thưởng thần chiến võ đạo tràng khi thần chiến kết thúc nơi này bị đóng cửa hiện tại là nửa đêm không có ai ở đây cả đúng không mình quên bèn mất về phần thưởng thần chiến mặc dù đến đây cuối cùng nhưng dù gì nó cũng là thú hồn thần huyết sau khi nhận được thì sẽ không thể tham gia thần chiến phải đợi đến lần sau Thú hồn thần huyết ngẫu nhiên, cái gì đây ta? Anh ấy liền đặt tay chạm vào. Vũ khí, tọa kỵ, háo hức quá. Tay anh ấy liền phát hỏa, có một giọng nói phát lên, chủ nhân, đó là thú hồn dạng người. Hệ thống thông báo, nhận được thú hồn thần huyết, yêu tinh nữ hoàng. Đây là mình đang biến hình sao? Nhìn ngầu vãi đạn ra các bạn ạ. À. Yêu tinh nữ hoàng thú hồn, mình đang cảm nhận được kỹ năng chiến đấu của mình được tăng một cách tuyệt vời. Nó đang được cân bằng mặc dù tốc độ và sức mạnh không hơn gì đồng nha thú nhưng mắt của mình dường như có thể thấy những gì xa tít ở ngoài kia vô cùng chi tiết những con thú đang di chuyển như chuyển động chậm trong mắt mình đây là năng lực của yêu tinh nữ hoàng sao không có cánh ma thuật đặc biệt nhỉ mà kệ đi con người không nên tham lam quá thế là được rồi quan trọng là mình có thể hoàn toàn sử dụng thân phận hàn xâm để dùng yêu tinh nữ hoàng thú hồn kim tệ không thể biết thú hồn của mình là gì ha ha vài ngày sau tại ký túc xá nam sinh phòng 304, trăm nó được quyết định vậy rồi. Hà cậu nghĩ cậu là cái thá gì? Sao không đấu với nhau một trận đi? À, xin chào, tôi là thành viên còn lại của phòng này. Tất cả liền dồn ánh mắt đến Hàn Sâm. Hề, sao mọi người lại nhìn tôi như vậy? Cuối cùng cũng đến, muộn quá rồi đó, mau vào đi. À, được, các ngươi làm gì vậy hả? À, đừng. Ung, um, mọi người như vậy là vì thứ này sao? Vị trí trưởng phòng rất quan trọng, đại diện cho hình ảnh và tinh thần. Thạch Chí Khang Tôi lớn tuổi nhất phòng này, nhiều khi kinh nghiệm hơn mấy nhóc cậu, rất thích hợp làm trưởng phòng. Chỉ có những người thông minh mới có thể trở thành người lãnh đạo, tôi có chỉ số IQ tận 167. Lữ Mông Này linh mới, cậu nghĩ thế nào? Sử dụng sức mạnh để chứng minh thì sao? Trương Dương, là cái này hả? Ha ha, mọi người tự quyết định với nhau đi, tôi như nào cũng được. Mình tưởng họ ganh ghét gì nhau cơ, thì ra là vì cái này. Đúng là ấu trĩ nhảm chán. Thấy thế nào, chúng ta đều là tiễn thuật hệ, hay dùng nó để chứng minh đi một trăm mũi tên ai chúng hồng tâm nhiều nhất thì người đó sẽ trở thành trưởng phòng trương dương và lữ mông liền nhìn nhau được tôi đồng ý không thành vấn đề được đấy tôi không phản đối đi thôi trận chiến cho vị trí trưởng phòng ai cho ngươi đi trước hả đừng có mà thượng đẳng như thế không sao ta chỉ hơi quá khích thôi sao mình lại thấy không ổn tí nào với ba người họ vậy tương lai chắc là không ngày nào yên ổn phòng tập bắn Cuộc chiến cho vị trí trưởng phòng 304 kết thúc. Tại sao? Sao điểm của tôi lại thấp nhất vậy? Này không thể nào như vậy được. Tứ ca, huynh nên bắt đầu từ thời gian vào việc cải thiện, chăm chỉ lên đi. Vị trí đứng đầu Trương Dương mặc định trở thành trưởng phòng 304. Kỳ lạ, rõ là tôi làm tốt lắm mà, sao tôi chỉ đứng có thứ hai chứ? Điều này chứng tỏ tôi chưa đủ để tâm sao. Vị trí thứ hai lữ mông nhị ca. Không sao, chỉ là game thôi mà, huynh lớn tuổi nhất vẫn là đại ca thôi vị trí thứ hai hàn sân không muốn nhị đệ cũng không muốn tam đệ nhỏ bé tam đệ à đệ muốn gì cứ nói với ta nha à được kỹ năng bắn của trương dương thực sự hơn hẳn so với hai người kia dường như luôn là một người tỏa sáng trở thành trưởng phòng cũng không có gì để phàn nàn mình sẽ để anh ta làm vậy ê mọi người làm gì ở đây mà đông thế chiêu mộ câu lạc bộ thượng đế chi thủ hình như nhìn hơi quen quen wow thượng đế chi thủ câu lạc bộ đang tuyển thành viên kìa còn được chính kỳ yên nhiên trương mộ nữa kỳ yên nhiên À thì ra là cô ấy. Cô gái đó là Kỳ Yên Nhiên à, nổi tiếng thế sao? Hả? Cậu không biết gì sao? Um, tôi không biết. Kỳ Yên Nhiên trưởng câu lạc bộ thượng đế chi thủ, biểu tượng sắc đẹp trường mình, là nữ thần đó. Cô ấy có một lai lịch quá tốt, trí tuệ, dung mạo, sắc đẹp, không hổ danh những ai tỏ tình với cô ấy đều bị từ chối hết. Tứ ca à, nước miếng kìa, đừng tỏ ra thèm thuồng như vậy, tập trung luyện tập bắn đi nào. Đừng sỉ nhục tôi bằng mấy từ ngữ đó. Mọi người, chúng ta đăng ký vào đó đi tôi muốn đánh bại yên kỷ nhiên và trở thành người thống lĩnh câu lạc bộ đó mục đích của cậu ta là vậy sao cậu sẽ ế xương xỉa lên cho coi dừng lại đi xấu hổ quá xếp hàng dài lắm cậu định ở đây cả ngày hả chúng ta đều từ tiễn thuật hệ đừng vào mấy cái câu lạc bộ game không liên quan này chứ không tôi thực sự có thể thắng mà để tôi đi đi kỳ yên nhiên à có vẻ như cô ấy rất nổi tiếng trong trường này về việc mình đánh bại cô ấy tốt nhất vẫn nên giấu đi thì hơn vài ngày sau. Nên văn minh nhân loại phát triển đến nay, vì nhiều yếu tố phức tạp, sự tiến hóa gen đã lên một tầm cao mới. Gen nam và nữ có một vài sự khác nhau. Mấy cái kiến thức cơ bản này đều đã được học từ trước. Tận dụng thời gian này, mình học những gì đã bỏ qua. Thẳng tay ra, đừng chung khủy tay xuống, tập trung. Đúng là hắc ưng trường quân đội có khác, quá tuyệt. Tiếp theo là chiến đấu với robot, hàn sâm, qua đây, rõ, đây là khu vực điều khiển, thiết lập ở khu vực đèn xanh này. Mình được chạm vào những thứ này, không phải mơ chứ. Trong tương lai mình có thể lái nó vòng quanh vũ trụ rồi sao? Quá đỉnh. Trong khi mọi người đang ngủ thì Hàn Sâm đang làm bài tập. Bài tập tuần này khá nặng mình không làm kịp. Tuần sau sẽ là gấp đôi, nếu không ôn lại, mình sẽ bị bỏ lại phía sau. Ai đó gọi đến. Phương Cảnh Kỳ, có nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy. Bia rừng cương giáp tí hộ sở. Này, sao Phương Cảnh Kỳ nói không liên lạc được với cậu? Còn muốn cung tiễn thú hồn thần huyết không? Xin lỗi, tôi có việc bận, không đụng đến điện thoại tôi nghe nói cậu được nhận vào hắc ưng tương lai trông sáng lạng đấy lần trước cậu cứu chúng tôi cậu rất đứng đắn đó cây cung ma giác xà này có lẽ sẽ xứng với tay xạ thủ quân sự tương lai như cậu đây là chắn anh muốn tôi mong anh có thể dẫn dắt nhóm mình lên đỉnh cao hơn nữa với cây cung thú hồn này bây giờ mình đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi số 9. tòa ký túc xá nam sinh ông nghĩ ông mạnh á ông vừa thuê sát thủ giúp cậu trả thù đúng không sao nếu muốn vẫn có thể đáng tiếc ngu ngốc như ông. Có giọng nữ nhân ở trong phòng này. Đồ ngu ngốc yếu đuối, đừng có ngạo mạn như thế, những người như cô chỉ làm cho game càng chán hơn thôi. Tứ ca, anh đang nói chuyện với ai vậy? Có vẻ căng quá nhỉ. Tam đệ, cậu có biết chơi Thượng Đế chi thủ chế độ PVP không? Giúp tôi dạy cho cái đôi rác rưởi này một bài học đi. Thượng Đế chi thủ tôi chỉ chơi cho vui thôi. Cái tên kia, rác rưởi, chỉ có những tên rác rưởi như ông mới bị gái phớt lờ thôi, chim non nép vào người. Cô trống trời Chim non nép vào người. Người thần. Hơ, rác mà cũng muốn kiếm người trợ giúp kìa. Cũng là rác như nhau cả thôi. Người thần. Này, chỉ là game thôi mà. Bớt tô xích lại đi. Còn lên mặt dạy đời. Có ngon thì vào đấu với tao. Tao dạy cho. Người thần. Tam đệ, cậu cũng coi như là người bạn đầu tiên của tôi trong phòng này. Cô trống trời là ID đầu tiên của anh à. Ung. Um, cũng hợp đấy. Tam đệ. Đây. Đăng nhập web trường trước đã. Rồi đăng ký tài khoản. Ung. Um, tôi có một tài khoản cũ mà thôi kệ đi đăng ký thêm cũng được cô trống trời bạn gái tôi là kỳ yên nhiên tam đệ id của cậu bạn gái tôi là kỳ yên nhiên ha 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 ngốc nghếch chưa kìa thú vị đấy chim non nép vào người người anh em được đấy cảm thấy xấu hổ với tổ tiên đi người thần tam đệ chờ đã id này cậu không sợ bị bọn con trai trong trường hội đồng à rồi có chơi hay không tôi chỉ có nửa giờ thôi được thôi tôi sẽ không sỉ nhục cậu đâu nếu cậu gọi tôi là cha người thần người thần tôi sẽ cho cả cái trường này biết loại cóc ghẻ như cậu mà cũng dám cố gắng ăn thịt thiên nga chim non nép vào người trò chơi bắt đầu bắt đầu bạn gái tôi là kỳ yên nhiên cộng 3. cái gì tốc độ này tôi thậm chí còn không nhìn rõ nữa bạn gái tôi là kỳ yên nhiên 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7. Không, không thể nào, mình không được cái nào. Long ca, anh sao thế? Nhanh lên, chậm quá rồi đó cái kia kìa sao cậu ngu quá vậy kìa ở kia anh bị ngu thật à sao không lấy cái gần trước nhanh lên sao anh không nhanh lên được tí nào vậy câm miệng đi anh quát em anh nghe thấy gì chưa vương long bị lính mới chơi đẹp cậu ta đúng là thiên tài thượng đế chi thủ tên đó cũng quá ngạo mạn rồi đặt hẳn tên id bạn gái tôi là kỳ yên nhiên biết cậu ta là ai không không biết có thể là một tài khoản khác của cao thủ thì sao còn nghe là vương long cầu cứu cả lưu khắc và lý trách cuối cùng thì họ vẫn bị sốc bởi tên lính mới đó, 100 trên 80, kết quả cũng ảo thật đấy. Bọn họ đều dừng ở 80, không hơn không kém, quá mạnh. Không thể, lưu khắc, lý trách đều là thần tượng của tôi, chắc họ cũng sốc làm ấy. Cuộc thi thượng đế chi thủ lần trước họ đều xếp thứ 11 và 7, sao có chuyện đó được, chuyển cảnh, yên nhiên, yên nhiên. Hửm, có chuyện gì thế, sao chạy như bị ma đuổi thế kia. Nói thật đi, bạn trai của cậu là ai? Bạn trai, ủa chuyện gì vậy? Con chối à, cả web trường đang loạn lên vì cậu đấy. Ủa, cái quái gì đây? ID này, tớ còn không biết hắn là ai. Ồ, oh, không diễn, cậu ta đánh hạ cả lưu khắc và lý trách, chứng tỏ cậu ta rất mạnh. Giới thiệu với tớ xem nào. Đừng phí thời gian với mấy cái vô bổ này, tớ nói rồi, không có bạn trai, không có. Yên yên, các cậu không biết nhau thật á. À? Tam đệ, không nghĩ cậu là cao thủ ẩn danh nha, hot nhất trường luôn rồi, đãi mọi người bữa cơm chứ nhỉ. Tôi chỉ biết chơi thôi, không cao siêu gì cả. Nếu tam đệ mà không ngăn lại thì tôi đã lên bài trên website trường, lượt xem chắc chắn tăng đáng kinh ngạc. Cậu ấy thông minh kín đáo như vậy để không có rắc rối xảy ra. Yên nhiên và Sâm Ca liền chạm mặt nhau nhưng không nhận ra chính là đối thủ trên game của nhau. Mình mà tìm được cậu ta, thì cậu ta sẽ chết chắc, mẹ kiếp. Chạm trung chuyển lạc gia tinh, vài ngày sau. Đây là khoảng thời gian tác chiến, đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu, làm cho tốt. Tôi giúp cậu gửi đơn xin nghỉ rồi. Chạm trường tần, Cô không nói cho tôi biết đội này làm gì, tôi cần làm gì đây? Cô ấy trả lời thẳng thắn, "Bảo mẫu, bảo mẫu, nhưng tôi là đàn ông. Các cậu cần bảo vệ những đứa trẻ có danh tính đặc biệt. Như Nguyên thiếu với Khánh thiếu đấy, họ là một trong những người cần chúng ta bảo vệ. Nếu làm tốt, sẽ nhận được phần thưởng hiếm đấy, ví dụ một chương cấp độ S Thánh Đường." Nghe cũng được đó, vậy nhiệm vụ thực hiện ở đâu? Bạch Ma Đại Sa Mạc. Thật, mang bọn trẻ đến đó. Tôi không chắc mang cô nhóc này sống sót trở về đâu. Tên Vươn Manh Manh, 16 tuổi, danh tính bí mật. Học vấn, trường quân đội Hắc Ưng, lớp đặc biệt. Đã vào cương giáp tí hộ sở một tháng. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ thì đừng có nhắc đến phần thưởng, cậu có thể bị đuổi ra khỏi đội còn bị mắng thậm tệ. Bạch Ma Đại Sa Mạc. Hàn Sư Ca, học ở trường muội, huynh chuyên về gì ấy. Được tần tần trạm trưởng gửi gắm để bảo vệ chắc chắn rất mạnh. Hệ tiễn thuật, có thể gọi là Hàn Sâm. Đã hiểu Sư Ca, ung. Um không nghĩ tần huyên gọi cả tô tiểu kiều và tên kia nữa có vẻ chuyến đi này rất quan trọng ở đây có nhiều thú hồn mong không có gì bất chắc xảy ra mình lại không nhận được chương cấp độ s thánh đường đây đều là giáp với vũ khí biến dị lâm bắc phong có thể không danh tính của cô ấy có thể là quý tộc hoặc cao hơn khoảng cách quá lớn một đứa bình thường như mình nếu muốn vào giới quý tộc mình cần phải mạo hiểm tính mạng để đạt được gen cao cấp kệ đi một ngày nào đó mình sẽ đưa mẹ và em gái trở thành quý tộc nhìn kìa đó là sinh vật biến dị. Một bầy hồ ly, chúng ta may mắn đấy, gặp được con mồi to như vậy. Tôi muốn thử sức mình một chút, mọi người cứ ở ngoài đã. Hai người kia, chúng ta chia thành hai bên bảo vệ vương manh manh. Được, rõ, chết này, cô ấy liền vung dao về phía hồ ly chúa. Nó dễ dàng né được. Mẹ nó, phản ứng cũng nhanh thật đấy. Tới đây thôi, đừng hòng chạy. Đuổi theo, đừng để nó chạy thoát. Đó, không phải là thú hồn thần huyết sao. Cỡ lớn, lông trắng, đúng vậy đó là thần huyết thú hồn cô ấy lấy tọa kỵ thú hồn đuổi theo hồ ly triệu tập tọa kỵ của mấy người đi đừng để mất dấu cô ấy sâm ca cũng biến ra thú hồn tọa kỵ đuổi theo này đợi chúng tôi vương manh manh đừng đuổi theo nữa nguy hiểm lắm hồ ly nhỏ ngươi không chạy được nữa đâu ngoan ngoãn đầu hàng đi dù sao cũng cảm ơn ngươi đã làm tăng điểm ghen của ta nhà nó nghiến răng nghiến lợi tức giận đó là cả một đàn hồ ly nguyên thủy nhiều quá chẳng lẽ nó cố ý dụ ta đến đây đó là bẫy không ổn rồi sao có thể giải quyết hết chúng đây cô ấy liền quay đầu là bờ đại bạch chạy nhanh bầy yêu thú liền đuổi theo kịch liệt lẹ nhanh hơn nữa yêu thú liền tấn công đại bạch tọa kỵ của manh manh đau đớn rên rỉ đại bạch a à, bầy yêu thú tấn công tập thể tọa kỵ gào thét tiểu manh đang gặp nguy hiểm thì đột nhiên có mấy mũi tên liền phóng tới giết chết hết đàn yêu thú xung quanh cô ấy tô tiểu kiều nhanh giết chúng nó phụ tôi cờ bạc nhanh đưa vương manh manh rời khỏi đây. Cô ấy mừng rỡ, sư ca, cô nương, cô làm chúng tôi lo muốn chết. Vương manh manh mau chạy qua đây. Đại bạch, cô chịu đựng một chút nữa thôi. Xin lỗi, tôi không nên cố đuổi theo nó. Đây không phải là lúc xin lỗi đâu, chạy nhanh đi. Có thứ gì đó từ dưới đất trồi lên. Tiếng gì vậy? Một con cổ trùng siêu to khổng lồ từ dưới mặt đất trồi lên trước mắt mọi người. Nham thạch xa trùng. Rắc rối lớn thật rồi. Ôi mẹ ơi, sao có thể chạy nhanh như vậy với cái thân hình ục ịch thế chứ? Nham Thạch Sa trùng thích cái địa hình này như cá heo dưới biển ấy. Tệ rồi, nếu tôi nhớ không nhầm thì bọn chúng sống theo bầy đàn. Cái gì cơ? Đột nhiên phía trước xuất hiện dị biến, nói đâu chúng đó. Mẹ nó, thật á, sau cái đàn hồ ly đó, giờ đến cái này nữa. Vương manh manh, bỏ tọa kỵ của cô rồi qua đây. Không được, ta sẽ là gánh nặng cho huynh đó. Chỉ còn cách này để tối thiểu bị tấn công, nhanh lên. Cờ bạc, anh chắc anh có thể xử lý chúng không người anh em cảm ơn cậu đã tin tưởng nha để đó cho tôi thế giới trong tay áo bản kép tôi sẽ mở đường mau đi theo cờ bạc ngã xuống cái có thể chết luôn đấy biến dị tam nhãn thú dừng dừng lại đều là lỗi của tôi là tôi đẩy mọi người vào nguy hiểm tôi xin lỗi nghĩa vụ của chúng tôi là bảo vệ cô nếu cô bị thương đồng nghĩa với không đủ khả năng vì vậy cô đừng nghĩ nhiều vào lúc này mà huynh còn nhẹ nhàng với ta như vậy sư ca đúng là tốt nhất Kỹ năng cận chiến của Cờ Bạc không kém gì mình, nhưng mà có quá nhiều hồ ly, anh ta không thể trụ được lâu. Mũi tên mình đã đều dùng hết rồi, chỉ còn mũi tên hắc châm phong biến dị thú hồn. Đột nhiên nó gào thét dữ dội. Đó là mẹ nó. Thông tin sinh vật: Thần huyết hồ vương, cấp bậc thần huyết, thông tin chi tiết không rõ. Thần huyết hồ vương còn mang theo cả nhóm thuộc hạ sống động ghê. Bỏ lại tôi rồi chạy đi, mọi người không cần để tâm đến tôi đâu. Tôi nên trả giá cho những lỗi lầm của mình, để chúng ăn tôi mọi người mau chạy đi sư ca quá sớm để từ bỏ đó đưa tôi hai cái dao găm của cô được cõng bao giờ chưa sẽ thú vị lắm đó ể huynh đang làm gì vậy nếu cô sợ thì cứ nhắm mắt lại cờ bạc bảo vệ lưng tôi tôi sẽ dọn đường tô tiểu kiều tiếp tục hỗ trợ người anh em cứ để cái lưng cậu cho tôi cứ việc tiến công sâm ca ôi mẹ ơi bộ giáp ngầu quá cậu nhận được từ bao giờ vậy săn giết thành công săn giết hồ ly cấp nguyên thủy không nhận được thú hồn hấp thụ có thể nhận được không đến 10 điểm nguyên thủy gen. Quá chậm, đều sau chân của Hồ Vương. Tốc độ của bọn hồ ly này đều quá chậm, như tua chậm, giết nhiều hơn thôi. Hồ Vương, đang quanh đây, kéo dài ít nhất 10 phút. Vậy nên trước khi kết thúc, ra khỏi đây trước đã. Sư ca, anh ngầu giống cái bồn cầu quá. Ma Vương này cũng thật xảo quyệt, đổi hồ ly biến dị để rút lui, tiết kiệm sức lực. Để bọn chúng ngốn sức lực của mình. Chúng ta làm gì đây, tôi hết tên rồi, sẽ chết mất, nham thạch sa trùng đuổi đến kịp rồi hồ ly này rất thông minh nếu sức lực dần cạn kiệt thì chúng ta sẽ chết phải giết nó trước sư huynh có thể sao có thể bắn xa như vậy cách chúng ta hàng trăm dặm đó tôi phải kết thúc nó muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp mũi tên này sẽ quyết định vận mệnh chúng ta sẽ đến đâu mũi tên liền được phóng ra bay thẳng tới chỗ yêu hồ nó vẫn tự tin đứng im nó nó vẫn còn ngồi đó mẹ nó con thú này cũng quá ngạo mạn rồi nó còn dám thách thức hàn sâm đánh nó sư huynh hàn sâm chăm chú quan sát mũi tên liền trúng ngay mục tiêu cái gì mũi tên cậu ta bắn chuẩn xác luôn chúng rồi sư huynh giết được nó rồi quá đỉnh ai biểu ngươi quá tự mãn chi làm tốt lắm đàn hồ ly bị hỗn loạn khi mất đi nữ vương của chúng rồi nham thạch sa trùng cũng đã dừng lại chúng ta phải tranh thủ nhanh chạy đi triệu hồi tọa kỵ của cô ra đi rõ tọa kỵ của tiểu manh liền được biến ra cổ trùng liền xuất hiện lần nữa ối mẹ ơi nham thạch sa trùng trên lưng của nó chính là yêu hồ. Hồ vương, quái vật này sao có thể điều khiển được cả nham thạch. Nham thạch sa trùng là một sinh vật thần huyết khác. Cơ bạc, tô tiểu kiều, chúng ta chia nhau ra chạy đi. Người anh em nhớ cẩn thận, hàn sâm cẩn thận. Nó vẫn cứ đuổi theo mình. Con cáo xảo quyệt đó chắc chắn sẽ quay lại báo thủ. Vương manh manh cúi thấp người xuống, được, hàn sâm liền bắn hạ siêu thú. Săn giết hồ ly cấp biến dị không nhận được thú hồn hấp thụ có thể nhận từ không đến 10 điểm biến dị ghen. Mình không nghe nhầm đúng không nhỉ? Ha ha ha, tôi đã nhận được thú hồn bằng cách này, đúng là ông trời có mắt mà. Lên nào, nhiều thú hồn hơn nữa. Hồ Vương cùng nộ gào thét, gào. Sư huynh, thể lực đại bạch tới giới hạn rồi, chúng ta phải nhanh lên. Đúng vậy, nên chúng ta phải mạo hiểm thôi. Qua bên đó. Ê, hướng đó. Sư huynh, nơi đó hình như không phải con đường, là vách đá đó. Sư huynh, đừng nói với ta, huynh sẽ nhảy qua đó nhé. Không thể đâu. Đại Bạch không làm được như vậy. Tin tôi, chúng ta sẽ ổn thôi, làm như tôi nói là được. Được thôi, ta tin huynh. Đại Bạch, làm hết sức có thể nha. Vương manh manh thu hồi Đại Bạch lại. Hàn Sâm liền bắn cung tên về phía Hồ Vương. Những mũi tên liên hoàng được bắn ra chúng ngay tâm điểm của cổ trùng. Nó liền chết ngay tức khắc, tốc độ và thân thể to lớn khiến nó nhào tới không xác định hướng. Chết rồi, Đại Bạch thua rồi, chúng ta sẽ chết mất. Không, chúng ta không bị rơi xuống, mà đang bay. Ê, cái bóng này cánh mình từng nghe về cái người có dạng thú hồn này người đó anh là kim tệ sư huynh hàn sâm huynh là hàn sâm liền thu bộ giáp ngay lập tức ê cánh đâu rồi ta nhớ vừa mới nhìn thấy chúng xong mà cánh ồ ý cô là cái cánh phản chiếu lại khi chúng ta rơi đó hả tôi cũng nhìn thấy còn cái cánh chắc chắn là do đám mây tạo hình sao có thể là mây được chứ huynh xác cổ trùng liền rơi xuống vực a à, nham thạch xa trùng nó đang bị trừng trị đấy tự gieo mình xuống. Vương manh manh, tốt rồi, cô không sao, chúng ta sẽ trở lại tìm Tô Tiểu Kiều với cái tên cơ bạc kia. Nơi này quá nguy hiểm, với cả chuyến luyện tập đến đây thôi. Săn giết thần huyết hồ vương nhận được thú hồn hấp thụ có thể nhận từ không đến 10 điểm thần ghen. hay he, he, cũng nhận được thú hồn xứng đáng. Giãn Âu Dương Tiểu Tán, tài năng trẻ. Âu Dương Tiểu Tán ngầu quá, tài năng mạnh mẽ. Từ lúc anh ấy vào trường trở nên nổi tiếng hẳn, làm người ta muốn hôn ghê cờ. Ảo tưởng quá rồi đó cô nương, Tôi nghĩ là anh ấy chả có hứng thú gì với nữ nhân. Nếu không thì sao không nhìn qua đây chứ? Chúng ta điện nước đầy đủ vậy mà, đúng không? Mấy đứa bánh bèo này, tránh ra, cản đường ông đi. Ê, tên điên này dám gọi chúng ta ư? Xin lỗi, chúng tôi đi ngay bây giờ. Đấy là Lý Ngọc Phong đó, top một thượng đế chi thủ tay chơi trường mình đó. Anh ta đến đây để đấu với Âu Dương Tiểu Tán à? Có tin đồn Âu Dương Tiểu Tán mạnh hơn anh ta, nhưng không tham gia cuộc thi của trường nên không có xếp hạng. Sẽ thú vị lắm đây dẫn Lý Ngọc Phong người theo đuổi Kỳ Yên Nhiên. Lý Ngọc Phong rất xoái nha, nhưng mà anh ta chỉ thích Kỳ Yên Nhiên, tiếc thật ấy. Hửm, anh ta là như vậy sao? Đã mù rồi còn bảo người khác bánh bèo xấu xí, anh ta cũng chỉ là con chó của Kỳ Yên Nhiên thôi. Dọa chết tôi rồi, không phải hai người họ đến đây để gặp nhau sao? Vậy anh ta đến đây làm gì? Bé bé cái miệng thôi, anh ta nghe thấy giờ. Bạn gái tôi là Kỳ Yên Nhiên là ID của mày à? Không, làm cậu thất vọng rồi, suốt ngày ghen tuông vì một đứa con gái rồi đi gây sự không phải mày nên chúng ta cũng không cần nhiều lời với nhau như vậy đâu cái ai đi đó chế giễu kỳ yên nhiên tao sẽ cho cái tên đó biết thế nào là lễ độ anh nói lý ngọc phong muốn thách thức với tôi tôi còn không biết anh ta là ai thách với thức gì chứ thực ra thì anh ta muốn đấu với bạn gái tôi là kỳ yên nhiên lý ngọc phong theo đuổi kỳ yên nhiên cả trường này ai cũng biết cái tên ai đi đó khiến cậu rắc rối rồi nhìn bài viết này đi nó lan tràn trên khắp diễn đàn trường ủng hộ Lý Ngọc Phong, tẩy chay tên cặn bã kia. Lý Ngọc Phong mạnh như nào chứ? Tay chơi thượng đế chi thủ thứ thiệt, hơn cả Âu Dương Tiểu Tán tin đồn, không ai có thể là đối thủ. Chiến đấu bảo vệ danh tiếng Kỳ Yên Nhiên, một tình yêu quá ngưỡng mộ, ghen tị quá đi. Người theo đuổi Kỳ Yên Nhiên sao? Thú vị đấy. Ờ, cái con người chia sẽ không dám nhận thách thức đâu, đã qua nhiều ngày vậy rồi mà, thỏ đế. Tôi cần phải chứng minh rằng, bạn trai của Kỳ Yên Nhiên nó phải khác bọt như thế nào. Trẻ trâu, mọi thứ đều là đang chỉ trích tôi, không thể để vấn đề đi quá xa được. Tám trước cái đã, chuẩn bị tiến hành thôi. Nhiệm vụ trước cũng đã thành công mỹ mãn mặc dù khá nguy hiểm. Nhưng mà chưa thấy chương cấp độ S thánh đường nào cả. Tần Huyên, người phụ nữ này bịt mình, cần phải trừng phạt. Hàn Sâm, mặc dù Vương Manh Manh rất biết ơn với biểu hiện của cậu, nhưng chương cấp độ S thánh đường thì chưa có thể nhận được. Cậu cần phải trở thành người giám hộ của con bé trong cương giáp tí hộ sở. Cho đến khi Vương Manh Manh đạt tối đa loại điểm ghen, lúc ấy mới có. Nhưng điều đó quá hoang đường may mình nhận được hai thú hồn, chứ không chuyến đi này coi như công cốc. Ây ra, mình vẫn chưa có cơ hội xem thú hồn này là gì, để coi nào. Thú hồn hồ ly biến dị, thú hồn tọa kỵ. Tọa kỵ sao, cũng không tệ, mặc dù mình cũng có tam nhãn miêu biến dị, nhưng vẫn có thể kiếm khá khá từ việc bán cái này. Quan trọng là thú hồn thần huyết là gì đây, hào hức quá, sẽ là gì đây? Thú hồn thần huyết nham thạch sa trùng, thú hồn dạng vật nuôi. Gì vậy, nữa hả? Thú hồn thần huyết dạng vật nuôi, giống với con mèo kia mẹ ơi. Mẹ nó, mình đã suýt bỏ mạng chỉ vì này thôi sao, quá lỗ rồi. Dạo này mình xui thế. Bực mình thật ấy, mình phải hành cái tên Lý Ngọc Phong xả cục tức này. Ngộ nhỡ về sau, mình sẽ may mắn hơn thì sao. Mọi người nhanh đăng nhập đi, còn một phút nữa đến một giờ chiều rồi. Là Lý Ngọc Phong với bạn trai của Kỳ Yên Nhiên, lượt truy cập có giới hạn thôi. Nhanh không hết. 5 phút đến ngược. Yên Nhiên, cậu mong ai thắng hả? Lý Ngọc Phong hay là bạn trai cậu? Đã nói rồi, Tớ không có bạn trai. Tôi không quan tâm thắng thua gì cả, chỉ muốn biết tên kia là ai thôi. Còn một phút nữa tới giờ, tên đó liệu có chạy không nhỉ? Còn gì nữa, hẳn đã sợ phong ca đây rồi. Nếu cậu ta hối lỗi, chỉ cần đích thân xin lỗi yên nhiên là được rồi, tôi sẽ cho cậu ta chút mặt mũi. Bạn gái tôi là Kỳ Yên Nhiên đã đăng nhập. Ô, và rồi kìa, thực sự dám sao? Lý Ngọc Phong với bạn trai của Kỳ Yên Nhiên. Kính chào quý khán giả đã có mặt tại đây. Tôi phát thanh viên trường. Chào mừng mọi người đến với trận đấu này. Thượng đế chi thủ hạng nhất, cuộc đấu giữa Lý Ngọc Phong và người được cho là bạn trai của Kỳ Yên Nhiên, bắt đầu, quý vị hãy chứng kiến cuộc chiến đỉnh cao giữa bạn trai thật và bạn trai giả. Trận đấu top 1. Mọi người có thể đã biết, Lý Ngọc Phong, top 1 thượng đế cho thủ, một sự hiện diện đáng sợ. Và người còn lại tự xưng là bạn trai của Kỳ Yên Nhiên, giao hữu với nhau trong trận đấu này. Mặc dù anh ta đã khóa hoàn toàn điểm nhưng có vẻ kỹ năng vẫn cần được cải thiện nhiều hơn. Được rồi, đã đến lúc người đầu tiên nhận được điểm chính là Lý Ngọc Phong với tốc độ đó không thể nhìn ra. Quả không hổ top 1, làm cho đối thủ không thể phản ứng kịp, đã có một khoảng cách quá xa. Lý Ngọc Phong nhận được 5 điểm tiếp, quá đỉnh, đối thủ của anh ta vẫn như vậy. Anh ta không di chuyển, phải chăng đã bỏ cuộc, hay kỹ năng tuyệt đỉnh kia đã đánh đúng tâm lý anh ta. Đúng là lính mới sao có thể ngạo mạn sử dụng cái ai đi đó. Hôm nay tao sẽ không cho mày ngốc đầu lên nổi. Thêm 8 điểm tiếp, Lý Ngọc Phong hiện tại được 40 điểm, đối thủ anh ấy vẫn phía sau lý ngọc phong lý ngọc phong áp đảo áp đảo chẳng lẽ tên kia đã tự động thoát sau khi quá sợ hãi trước kỹ năng này không nhận lấy được dù chỉ một điểm quá đáng sợ top một mãi đỉnh nghỉ học đi là vừa nếu mạnh thực sự sao không tự mình đối diện đi đúng nếu là trận đấu thông thường thì chả thú vị gì cả mạnh quá không có cơ hội đánh lại đây hẳn không phải trận đấu cho đùa thực thụ yên nhiên bạn trai cậu bị ngu luôn sau khi bị dọa rồi vô dụng mất thời gian tớ cũng không hiểu cũng đã tìm kiếm mấy trận đấu của hắn không tệ đến vậy tam đệ chuyện gì thế cậu thực sự sợ rồi bỏ cuộc sao nhanh làm gì đi tam đệ cậu đang bị sỉ nhục quá chậm nay cũng quá chậm đi đây mới là lúc cho mọi người biết thế nào là tốc độ lý ngọc phong 74, bạn gái tôi là kỳ yên nhiên không khoảng cách điểm hiện tại đang ngày càng xa hơn tôi nghĩ là chúng ta nên nói lời chào tạm biệt với bạn gái tôi là kỳ yên nhiên sáu điểm sáng vừa xuất hiện lần nữa tấn công Lý Ngọc Phong đang ngày càng áp đảo đối thủ tỷ số hiện tại 80 trên 0. Bạn gái tôi là Kỳ Yên Nhiên, xin lỗi tôi vừa đi vệ sinh, tôi sẽ bắt đầu ngay đây. Ê, gì cơ, tên ngốc này đang tự chữa quê à, đi vệ sinh trong cuộc chiến quan trọng như này. He he, cậu ta sợ thành 100 trên 0 nên mới kiếm cớ vậy sao? Cái cơ cũng quá ấu trĩ đi, cười đái, ha ha. Bạn gái tôi là Kỳ Yên Nhiên cộng 9. Cái gì? Đây là... Thật, 9 điểm, tốc độ này. Cái quái gì? tên này đang gỡ lại điểm. Hẳn là giả, cậu ta đang gian lận, một con người chưa tiến hóa sao có thể có tốc độ như vậy. U Dương Tiểu Tán cũng không thể làm như vậy. Tôi đang chứng kiến cảnh tượng gì đây? Bạn gái tôi là Kỳ Yên Nhiên vừa hoàn toàn có được 4 điểm, Lý Ngọc Phong không kịp phản ứng. Không tin được một cú đánh lén, tên này gửi tin nhắn quấy giày Lý Ngọc Phong như kiểu đưa tôi 4 điểm vậy. Quá xấu hổ hắn ta dùng phương pháp đó khi sắp bị tiêu diệt, quá tệ. Không, không phải đánh lén, tin nhắn đó được gửi từ bàn phím game. Lý Ngọc Phong không thể nhận thấy. Chứng tỏ bốn điểm đó nhận được nhiều thực lực, một tốc độ áp đảo khiến đối thủ không thể trở tay dù chỉ một cái. Trời ơi, điểm Lý Ngọc Phong một lần nữa bị cướp mất, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mắt mình không nhìn thấy gì, tên này gian lận. Lý Ngọc Phong nhanh lên, anh đang top một đấy, đây, chuyện gì đang diễn ra? Tự nhiên tên kia thay đổi đột ngột, tốc độ này không phải là quá nhanh sao? Tam đệ, đỉnh vậy, sao làm được thế? Á à đù, tốc độ tay này của lão Tam ghê gớm thật đấy cậu thật sự không phải là người tiến hóa sao? Hay hay, đây là khoảng thời gian điểm thần ghen tăng kéo theo tố chất thân thể mình cũng nhanh nhẹn, tốc độ của đối thủ so với mình chỉ hạng tép diêu thôi. Theo đuổi kỳ yên nhiên sao? Trở thành bạn trai cô ấy sao? Mơ đi. 80 trên 100. Người thắng chung cuộc, bạn gái tôi là kỳ yên nhiên. Cả hội trường bàng hoàng. 100 trên 80 sao? Không thể. Sao có thể chứ? Tao thua á. Sao có thể? Sảng khoái quá. Cháy đêm nay nào, Tam đệ tận hưởng đi, ha ha. Hiện tại cả cái trường đều bàn tán về Lý Ngọc Phong thua 20 điểm, quá chán mà, không xứng với top 1, ha ha ha. Khóc xong rồi cất poster thôi, top 1 thì cũng vậy thôi, so với Tam đệ thì chả là thá gì. Nay cậu chủ chi, Tam đệ, gọi thêm 50 xiên thịt cừu nướng nào. Ngoài đó mọi người đang giáo giết tìm danh tính của chiếc ID đó. Tam đệ không muốn bị tiết lộ thì coi đây như thủ lao đi. Tôi đã cho thức ăn vào bụng rồi, Tam đệ đừng lo, tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật. Tôi xuất hiện trước mặt cậu bất cứ lúc nào tôi đói. Tôi đang nghi ngờ mấy người đang tống tiền tôi. Hàn Sâm sư huynh là huynh đúng không? Ta đến ăn bữa tối không ngờ gặp huynh ở đây, tình cờ quá. Xin chào, tôi có nghe manh manh đề cập đến huynh, cứ gọi Vương thuần. Chào, sư huynh, tôi Lý Chân Chân. À, chào manh manh, chúng ta lại gặp nhau rồi, ha ha. Tam đệ, thú thật đi, sao cậu quen được các học muội dễ thương như này hả? Cậu đã làm gì sai trái sau lưng tôi? Đau anh nói vô lý gì đấy thả tôi ra đau với trình độ thượng thừa của tam đệ thì tán tỉnh mấy cô bé này cũng không khó mấy bậc thầy quản lý thời gian được đồn đại đây sao quá đỉnh không phải như những gì mấy người nghĩ đâu gặp được sư huynh ở đây ta có việc cần giúp học muội đã nói thì các sư huynh đây sẵn sàng thật quá tuyệt rồi câu lạc bộ ta đang thiếu người nếu các huynh chưa tham gia câu lạc bộ nào thì có thể cân nhắc tham gia hạng nặng chiến giáp xã câu lạc bộ không cái gì cơ tam học muội dễ thương như này lại trong hạng nặng chiến giáp xã sao chuyển cảnh hả mọi người đều từ tiễn thuật hệ vậy nếu từ tiễn thuật hệ thật sao không cho chúng tôi xem thử biểu hiện không phải các học muội của chúng tôi chiêu mộ tôi cũng không đặt chân đến đây đâu tiễn thuật hệ được chiêu sinh đặc biệt yêu cầu tố chất thân thể thấp mấy người không phải chúng tôi làm khó các cậu nhưng nếu không đạt 11 thì không thể đâu chủ tịch câu lạc bộ hạng nặng chiến giáp xã béo xã trưởng thành viên hạng nặng chiến giáp xã khỉ ốm Aia. Chủ tịch không phải lo, sư huynh hàn sâm sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu. Đi thôi, ta sẽ dẫn huynh khám phá chút. Đại hình nhà kho số 7. Oa, tôi đang nhìn là thật, hay do tưởng tượng vậy? Tôi cũng thấy vậy, hạng nặng chiến giáp xã, quá ngầu đi, sử dụng chiến giáp xã để luyện tập sao? Cả ba đều là thiết bị luyện tập, tệ giác T1, cửu vạn GS, kiến trúc người. Mỗi thiết bị đều có những chức năng khác nhau, điều hành là khó nhất trong ba, người mới không nên chọn phòng bên cạnh là chỗ tập luyện mô hình thực tế ảo mọi người có thể tới đó bất cứ lúc nào lần đầu tôi thấy những thứ ngầu như vậy ba thiết bị như kiểu cao cấp hơn những thứ ở trường manh manh học muội nếu tôi đến đây mỗi ngày muội chắc không ghét đâu đúng không tất nhiên rồi là tôi mời mọi người đến đây mà trong tương lai gần thôi sẽ có một trận chiến giáp xã tổ chức bởi liên minh tuyệt phòng luyện của trường phải xếp hàng tốn rất nhiều thời gian ở đây mình có thể luyện bất cứ lúc nào muốn tham gia vào hạng nặng chiến giáp xã cũng được Hiệu trưởng, này không phải vô lý sao? Sao chúng ta có thể cho mấy đứa nhỏ này vào đại hình nhà kho số 7 để luyện tập được? La Hướng Dương, với lại ba hạng nặng chiến giáp xã có thể để những học sinh bình thường vận hành sao? Lão La, chúng đều là những học sinh ưu tú, có hứng thú với hạng nặng chiến giáp xã, trường học sẽ cung cấp cho chúng những gì cần thiết nhất, có điều gì sai sao? Điều chỉnh lại hành vi của cậu. Ưu tú sao? Không phải có người chống lưng sao? Nhà trường đã cho chúng quá nhiều đặc quyền tôi có thể cho chúng sử dụng đại hình nhà kho số 7 nhưng tuyệt nhiên tam hạng nặng chiến giáp xã không thể bị chúng phá hủy, tôi buộc đưa chúng về nhà. Nhà kho số 7 Tinh vũ cúp sắp bắt đầu, thời gian luyện tập đang ngày càng bị giới hạn, đây chính là thời điểm quan trọng. Tam đài hạng nặng chiến giáp, mình phải mang chúng đi, ngay cả khi bị mấy bọn nhà giàu đó xúc phạm. Ê, ai đó đang vận hành kiến trúc người? Có thể đó là huấn luyện viên mới, hắn ta cũng được đó chứ. Tên này ít nhất phải là người được tiến hóa nếu trong trường hợp này. Nào, để ta thử đấu với ngươi coi như nào để xem ngươi có phù hợp với nó không ha ha kiến trúc người cũng được đấy chứ sau khi luyện tập nhiều ngày mình cũng nắm bắt được những thứ cơ bản ê vụ gì đây cảnh báo xâm ca tức giận hét lên đánh lén ai ồ có thể điều khiển hạng nặng chiến giáp né những cú tấn công của mình tốc độ phản ứng không tệ kỹ năng của tên huấn luyện viên mới này hơn người cũ chiến giáp cuối cùng cũng có tương lai rồi để coi ngươi mạnh đến mức nào cửu vạn gia không phải chiến giáp chiến đấu người điều khiển nó hẳn thông minh là béo xã trưởng hay khỉ ốm hai người họ mạnh như vậy sao chỉ là solo thôi không cần phải tàn nhẫn như vậy chứ hắn liền lấy ra vũ khí hạng nặng cắt ngay lập tức không giữ vậy mình mà không né thì nó chắc chắn bị cắt được lâu lắm mới có trận đánh sảng khoái như vậy thời kỳ đỉnh cao tôi đang hưng phấn rồi đây hãy cho tôi coi hết sức mạnh đi nào tất cả vũ khí thật à béo xã trưởng khỉ ốm ai tôi có làm gì ác cảm với hai người đâu. Đâu cần phải tàn nhẫn như vậy đúng không? Kệ đi, nếu mình đủ nhanh, kiến trúc người có thể. Tôi không phải là kẻ yếu đuối mà anh có thể xỉ nhục dễ dàng như vậy. Kiến trúc người, lên nào, lao tới. Hai bên chiến đấu kịch liệt, chưa rõ thắng bại. Hửm, tên mới này cũng tàn nhẫn đấy chứ, di chuyển không tệ. Không, người như vậy mà ở lại đây quả thật lãng phí. Mình phải nghĩ cách để cậu ta rời đi, ha ha. Hàn Sâm điều khiển chiến giáp tấn công hắn lùi về sau. Khoảnh khắc vừa rồi mình đã sơ ý, mình bị phản công. Mẹ kiếp, tay mình tê luôn rồi, điều khiển chiến giáp chiến đấu khó khăn hơn mình nghĩ. Tên mới này không hẳn mạnh nhưng có thể cải thiện. Kỹ năng đỉnh, mình phải đàm phán với cậu ta, ở lại hạng nặng chiến giáp xã này không có tương lai. Ể, đó là đồng phục trưởng. Cậu là học sinh. Ể, không phải béo trưởng xã hay khỉ ốm sao? Biết ngay mà hai người đó không thể mạnh đến vậy cậu thực sự là học sinh sao xin chào tôi hàn sâm tôi vừa mới gia nhập hạng nặng chiến giáp xã thôi anh là tiền bối nhưng tôi hình như tôi chưa nhìn thấy bao giờ kỹ năng huynh tuyệt đấy cậu đã bao giờ vận hành chiến giáp trước đó bao giờ chưa hoặc có thể được nhận đặc luyện đừng nói là gián điệp từ trường khác tới để moi thông tin nhé với kỹ năng chiến đấu như thế sao tôi không biết nếu cậu là học sinh trường chứ không tôi mới luyện được vài lần thôi sau khi tham gia câu lạc bộ tôi mới có cơ hội tốt như vậy, vậy cậu, tiễn thuật hệ. Có thể là sinh viên năm nhất, mình tìm được thiên tài. Tiễn thuật hệ. Tạm biệt sư huynh, hẹn gặp lần sau tại câu lạc bộ, tôi có việc đi rồi, lần sau đấu lại nếu có cơ hội. Tiễn thuật hệ, thì tố chất thân thể. Nhưng nếu cậu ta tham gia câu lạc bộ chiến giáp chiến đấu, hạng của trường quân đội chắc chắn tăng. Thiên tài như vậy mình không thể để cậu ấy lãng phí thời gian ở đây được. Ngày hôm sau, còn vài ngày nữa tinh vũ cúc sẽ bắt đầu, các loại chiến giáp đều được phân loại ở đây. Hay xem các bạn sẽ tham gia cái nào. Hạng nặng chiến giáp xã chúng ta không mạnh về chiến đấu, mình nên chọn gì đó cơ bản thôi. Chọn các hạng mục khác may ra cơ hội thắng tăng. Phân thưởng là gì? Thứ này rất tốt, top 3, tất cả đều có thể nhận, thú hồn tinh vũ, vương miện tinh vũ, chiến giáp mới. Lên đến hàng trăm vạn. Nếu là thật thì bỏ lỡ là quá tiếc, tham gia thôi nào. Tôi biết cậu mạnh như này có phải hơi quá không, đó là cuộc thi toàn câu lạc bộ đó đăng ký tất cả sao tam đề à không đùa được đâu tôi lại thấy được nha nếu đã là đàn ông thì nên đăng ký hết các hạng mục đồng ý thú vị hơn nhiều mà Hàn Sâm cậu không thể thử như thế đâu chúng ta sẽ bị cả cái trường này chế nhạo đấy đúng vậy cậu có thể đăng ký ít lại danh tiếng của câu lạc bộ không thể bị hủy hoại được không phải lo tôi chỉ muốn tăng cơ hội thắng cho câu lạc bộ chúng ta thôi bằng cách này chúng ta có thể xây dựng hình ảnh câu lạc bộ tốt hơn cũng hợp lý nhưng nếu chúng ta đăng ký hết các hạng mục. Thời gian giữa các hạng mục quá dài, chúng ta không thể tham gia hết được. Hàn Sâm, xin lỗi đã làm phiền, tôi có vài thứ cần nói với Hàn Sâm. Đó là huấn luyện viên chiến đấu chiến giáp xã, La Hướng Dương. Sao anh ta lại tới đây? Anh ta đến đây để chỉ trích vì tam đài hạng nặng chiến giáp à? Hả, huấn luyện viên chiến đấu chiến giáp xã. Nên, vừa rồi, mình đấu với huấn luyện viên sao? Hàn Sâm, tôi huấn luyện viên chiến đấu chiến giáp xã, La Hướng Dương. Kỹ năng điều khiển chiến đấu chiến giáp của cậu không tệ, tôi muốn chiêu mộ cậu vào câu lạc bộ. Chào, huấn luyện viên La, về việc tham gia câu lạc bộ. Ừm. Um. Nhưng tôi nghe nói hắn ta khó tính lắm, yêu cầu rất cao, chưa bao giờ dễ dàng trong việc chiêu sinh. La huấn luyện viên có vẻ hứng thú với Tam Đệ. Họ nói những gì thế? La huấn luyện viên, Hàn Sâm là thành viên hạng nặng chiến giáp xã chúng tôi, cậu ấy sẽ không tham gia câu lạc bộ đó đâu. Hàn Sâm, quả thực tài năng hiếm có cậu ấy sẽ có tương lai sáng lạng hơn nếu tham gia vào chiến đấu chiến giáp xã để được huấn luyện cậu ấy chỉ phí tài năng của mình ở cái nơi này thôi có thể nhận được lời mời từ la huấn luyện viên không ai trong cái trường này có được đặc ân đó đâu hàn sâm sẽ đồng ý thôi xin lỗi la huấn luyện viên tôi rất cảm kích vì lời đề nghị của anh nhưng tôi chỉ mới là thành viên của hạng nặng chiến giáp xã thôi vì vậy xin thứ lỗi cho sư huynh thật sao tam đệ cậu thực sự không đi hàn sâm sao với thiên phú của cậu có thể giúp trường quân đội trở thành nhà vô địch trong thời gian ngắn. Cuối cùng, mục tiêu của câu lạc bộ chúng ta chính là nhà quán quân. Tôi không có ý định thành nhà vô địch, hơn nữa hạng nặng chiến giáp xã phù hợp với tôi hơn. Trở thành nhà vô địch sẽ tốt nghiệp loại xuất sắc. Đánh giá càng cao, vị trí cấp bậc của cậu càng cao khi cậu gia nhập quân đội. Tôi biết nhưng xin lỗi đó không phải là thứ tôi muốn, đa tạ sự nhìn nhận đó về tôi. Đừng nói vậy quá sớm, cậu sẽ không thể tưởng tượng nổi sẽ đối mặt với những gì khi đã gia nhập quân đội đâu. Bất cứ khi nào đổi ý, liên hệ tôi tam đệ la huấn luyện viên đã đề nghị như vậy cậu sẽ hối hận nếu từ chối đó mặc dù tôi rất cảm kích khi cậu chọn ở lại nhưng mà hàn sâm cậu thực sự là đang nghĩ gì vậy tam đệ đàn ông đích thực có là huấn luyện viên đi nữa chúng ta cũng sẽ không nhượng bộ ta biết sư huynh sẽ không bao giờ bỏ chúng ta mà được rồi tôi sẽ không đi đâu hết nên đừng lo lắng về tôi tôi sẽ tập luyện thật nhanh không cần sự giúp đỡ của la hướng dương thì mình vẫn tốt nghiệp bậc s mục tiêu của mình là tăng điểm thần ghen gia nhập giới quý tộc, còn lại đều không quan trọng. Vài ngày sau, tại quán cà phê, lại là cậu. Kỳ yên nhiên, lâu lắm không gặp sau khi vào hắc ưng. Là cậu, người gian lận trên tàu, sao cậu lại ở trường chúng tôi? Tôi đăng ký vào đây, không phải tôi có nói rồi sao? Yên nhiên, ai đấy? Cậu ta quấy rối à? Không có gì, chỉ là tân sinh viên thôi, không phải việc của cậu. Học tỷ, học sinh mới đã đánh bại tỷ trước đó đấy. Cậu hạ kỳ yên nhiên, nay học sinh mới, trước khi nói nhớ uốn lưỡi bảy lần nha. Tự soi lại mình đi, nghĩ mày là ai hả? a à, tên gà mờ này, tôi cũng đã đánh bại sư huynh đấy. Tôi nghe nói sư huynh Lý Ngọc Phong top một thượng đế chi thủ, nghe được đó chứ. Tôi muốn làm một trận với vị sư huynh đây. Người mới cũng quá ngạo mạn, dám thách thức Lý Ngọc Phong, không ngu thì chắc cũng đần. Họ chơi gì ấy? Mặc kệ họ chơi gì, Lý Ngọc Phong không thể thua. Không đúng, chẳng phải anh ta thua bạn gái tôi là Kỳ Yên Nhiên sao? Đúng 80 điểm ha ha, thú vị đây. Sư huynh, đừng chớp mắt, để vụt mất trước mọi người như này thì nhục lắm đấy. Sông ca liền trổ tài ảo thuật ra, qua mắt lợn con. Dám chơi gian trước mặt mình sao, học đệ này chắc thua rồi, đừng hòng làm phiền kỳ yên nhiên nữa. Không thì cuộc sống học đường của cậu sẽ khốn lắm đấy. Sao lại dọa cậu ấy, tôi nói rồi, đừng có lúc nào cũng xen vào chuyện của tôi như vậy. Còn cậu nữa, cậu thực sự muốn chơi cái trò trẻ con này sao, cũng quá ngây thơ rồi. Học tỷ à, nếu tôi thắng hẹn hò với tôi nhé điều vô lý vậy mà cậu vẫn phát ngôn được à thằng danh này được thôi sư huynh đoán xem cục giấy ở cốc nào hai này đều không có vậy thì chỉ còn đây hắn ta rất tự tin cái gì bất ngờ chưa ông già tất cả đều trống vậy cái cục giấy đó đi đâu rồi tự nhiên biến mất tôi đã nhìn chằm chằm và chắc chắn là giữa tên này biết ảo thuật à không thể nào là ở giữa mà sư huynh Huynh lỡ mất một nhịp tôi lấy cục giấy ra ngoài rồi. Được rồi, Kỳ Yên nhiên đi hẹn hò thôi.